Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Chuế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Tập 10. Chương 91. Đồ vong ơn phụ nghĩa. Buổi tối, trong tiếng gió gào thét, khi đi qua hành lang nối giữa nội viện và ngoại viện của Kim Phong Lâu thì nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ đang quát mắng. Đồ vô lương tâm. Đồ vong ơn phụ nghĩa. Thanh âm này khá gay gắt, người của Kim Phong Lâu chỉ cần nghe là biết đây là giọng của Dương Mụ Mụ. Dương Mụ Mụ ước chừng 40 tuổi, tuy là người đẹp hết thời nhưng hiện khí chất vẫn còn tốt, trông khá là đoan trang thục nhã, không ngờ hôm nay lại không để ý tới hình thượng gào thét như vậy. Tịch Quân Dục nghe thấy vậy thì hứng thú dừng bước. Sau đó, các loại thanh âm la mắng nhau truyền ra, là một cô gái khác. Tuy nói cũng gay gắt nhưng khá là dễ nghe. Đồ đàn bà lòng tham không đáy. Đồ đỉa hút máu Kim Phong Lâu được chia thành hai khu nội viện và ngoại viện độc lập với nhau. Bên ngoài là một dãy nhà thấp tầng, sau dãy nhà chính là nội viện. Mấy gian nhà bên ngoài thường dùng để kinh doanh. Bình thường Tịch Quân Dục hay làm khách ở dãy nhà ngoài. Nơi này không phân biệt đẳng cấp, chính hợp với hắn. Lúc này hắn đang đứng ở trong hành lang nghe người ta cãi vã. Hiện người nói là Dương Mụ Mụ. Đồ ngu ngốc, cái số thiếu phu nhân đấy, là thiếu phu nhân đấy. Vậy mà cô lại coi thường nó. Thiếu phu nhân thì thế nào, tôi chẳng thèm. Đồ ngu. Trưa nay thời tiết oi bức nhưng trông sắc trời cũng không đến nỗi nào. Tới gần tối thì bắt đầu nổi gió, chắc là đêm nay sẽ mưa xối xả. Việc làm ăn của Kim Phong Lâu cũng không tính là quá tốt. Một nữ tử sắc mặt vội vàng đi từ đằng trước tới. Thấy hắn thì nghiêng người cười nói, Tịch công tử, hôm nay mời khách ở đây ư? Ở bên ngoài, phòng Xuân Hiểu, sắp tàn rồi. Tịch Quân Dục gật đầu, hỏi, bên trong làm sao vậy? Cô gái có chút do dự, nói, mẹ đang tức giận đấy, ai, việc này. Nàng có chút muốn nói lại thôi, Tịch Quân Dục cũng không hỏi tiếp, đồng thời sau lưng cũng vang lên tiếng gọi của một trưởng quỹ Tô gia, Quân Dục, sao vậy? Sao ra ngoài lâu thế? Hắn quay đầu lại nói một câu, về ngay đây. Sau đó xoay người cáo từ với cô gái. Hôm nay hắn vốn cùng với vị trưởng quý kia mở tiệc chiêu đãi tân khách. Hiện cũng sắp tàn cuộc nên vừa rồi mới đi nhà xí. Khi hắn quay lại phòng thì đôi bên đã bắt đầu cáo từ. Vị trưởng quý kia tiễn người rời đi. Hắn ra cửa tính tiền và giải quyết nốt chuyện còn lại. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì nên hắn đuổi khéo cô gái tiếp khách đi, chỉ lưu lại một người tương đối quen, bảo đối phương ở trong phòng gầy một khúc đàn, bản thân thì nhấm nháp thức ăn, ngẫm nghĩ sự tình. Do ngồi cạnh cửa sổ nên dù cửa sổ có đóng, hắn vẫn nghe thấy tiếng gió bên ngoài. Tiếng gió mang theo tiếng cãi vã bay tới, đúng là khá thú vị. Nếu như có vị công tử ca nào đó cho cô tiền chuộc thân, ta chẳng thèm nói nửa câu. Thậm chí còn cho thêm đồ cưới, nhưng bây giờ cô thật ngu ngốc, ngu hay không kệ tôi. Tiền chuộc thân tôi lo đủ là được, ta còn lạ gì chút tiền ấy của cô. Không có ta, không có Kim Phong Lâu, cô lấy đâu ra tiền. Bà chỉ muốn tôi ở chỗ này làm công cho bà, giúp bà kiếm tiền, bà muốn cả đời tôi không ra khỏi chỗ này chứ gì. Thối lắm, đồ vong ơn phụ nghĩa, thối lắm, cô tự hỏi lại mình đi. Cô tự hỏi lại mình đi. Khi các cô tới tuổi lấy chồng, Dương Tú Hồng ta có khi nào không đồng ý hay không? Có từng cau mày nhăn mặt hay không? Trước đây có Tư Tư, Tiểu Vũ, Lệ Hồng, Bạch Đoá Nhi, Phan Thi. Bạch Đoá Nhi, chính ta tác hợp cho bọn họ đấy. Bọn nọ nào được tính là át chủ bài, nhưng ta vẫn tìm cho họ những mối tốt, vui vẻ tặng đồ cưới. Vậy mà bây giờ cô đòi đi, tại sao? Tôi thích đi, cô bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Cô xuất thân từ nơi này đấy, bây giờ chuộc thân ra để làm cái gì? Ta biết là ta không nên có lòng tốt như vậy mà, còn họ Nhiếp kia. Trước kia là con gái nhà quan, đâu có hiểu gì thế sự. Ta đáng nhẽ không nên có lòng tốt cho nàng ta công việc, vừa rồi lại còn giúp đỡ nữa chứ. Cô ta không hiểu thế sự, cô có hiểu không? Cô tự nghĩ lại xem mình có xuất thân gì. Cô bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Tôi bị bỏ bùa mê thì tôi chịu. Ta không cho phép cô như vậy. Đám Trần Viên Ngoại, công tử của Thiết gia, Trịnh lão gia, có người nào không tốt?
Ta đâu có bảo gả cô phải cho một lão già đâu, cô phải có tiền, phải làm thiếu phu nhân. À, cô không thích bọn họ ư? Vậy những đại tài tử như Tào Quan, Liễu Thanh Địch thì thế nào? Tiền ít nhưng nhà cũng thuộc loại phú quý, tương lai nếu có thể làm quan, thì cô tốt xấu gì cũng là thiếu phu nhân đấy. Cô bảo không lấy ai ư? Định ở quá à? Cô nghĩ xem, nếu mà cô đi bán trứng, ai còn dám lấy cô nữa? Mất mặt quá. Sau này họ sẽ nói Dương Tú Hồng ta dạy dỗ ra một đứa con gái quái thai, tính cách cổ quái. Hai người ở trong phòng lớn tiếng khắc khẩu, Dương Mụ Mụ vừa giận vừa nức nở quát mắng. Tịch Quân Dục nghe thấy thú vị, bà ta nhắc tới Tào Quan, Liễu Thanh Địch. Chẳng nhẽ Nguyên Cẩm Nhi định rời đi. Cô gái này liên tục hai lần lọt vào top tứ đại hành thủ trong kỳ thi chọn hoa khôi. Không ngờ mới sau sự kiện này hai tháng mà đã định chuộc thân cho mình. Làm ăn lỗ vốn, cũng khó trách Dương Mụ Mụ tức giận như vậy. Hơn nữa hình như cô ta không định lập gia đình, chẳng nhẽ định chuộc thân ra ngoài. Tự lập môn hộ, đâu có giống. Dù sao tiền cũng ở chỗ này rồi. Nếu bà vẫn bảo thiếu thì tôi đưa cho bà hết. Cô ra ngoài đây có cái gì tốt, ra ngoài đó để cho đám phàm phu nhìn à. Hiện giờ ở đây chí ít cũng toàn là văn nhân tài tử. Tôi chẳng để ý ai nhìn cả. Nếu vậy cả đời này không đàn ông nào thích cô đâu. Tôi cũng không thích đàn ông. Dương Mụ Mụ nghe thấy vậy thì tức tới mức tắt tiếng. Nguyên Cẩm Nhi cũng quật cường im lặng. Cô rốt cuộc có cái gì không hài lòng? Cô rốt cuộc có cái gì không hài lòng? Cô gia nhập Kim Phong lâu, ta coi cô là hoa khôi, coi cô là át chủ bài. Cô không muốn gặp ai ta cũng không ép. Những nhân vật nổi tiếng như văn nhân tài tử, đại quan, phú hào địa chủ, ta cũng đâu có bắt cô phải gặp họ bao giờ. Bây giờ cô bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Cô muốn đi con đường chết à? Cô rốt cuộc có cái gì không hài lòng? Định bán rẻ tiếng cười, trơ mặt với đời ư? Định dựa vào chính mình, đùa cái gì vậy? Cô có thể tự dựa vào bản thân cả đời ư? Làm thiếu phu nhân thì có gì không tốt, người khác cầu còn không được. Cô đã tu luyện được mấy đời rồi mà dám kêu. Cô không thích. Vậy thì kiếp sau nên nhớ đầu thai làm đàn ông đi. Đàn bà chỉ có cái số này thôi. Tạch tạch tạch, mấy âm thanh phát ra ở trên nóc nhà. Sau một khắc, trời đổ mưa xối xả, cơn mưa bao phủ cả tòa thành. Tiếng cãi nhau nghe không còn rõ lắm, loáng thoáng mới nghe thấy tiếng của Nguyên Cẩm Nhi. Vậy bà đánh chết tôi đi. Tịch Quân Dục đẩy cửa sổ, do mái hiên phía trên vươn ra ngoài rất dài nên mưa lớn không thể bay vào trong phòng. Từ nơi này nhìn sang bên kia có hai bóng người đang di chuyển, hai người con gái đang cãi nhau ầm ĩ. Do mưa gió quá to, không nghe rõ nói cái gì, chỉ phân biệt được ai đang nói mà thôi. Sau một lúc, đại khái là Nguyên Cẩm Nhi đi tới đẩy toang cánh cửa sổ bên đó ra, gió lùa phòng vào, ánh nến bập bùng. Cô nhảy đi, nhảy xong tự vẫn là xong hết mọi chuyện. Coi như ta chưa từng nuôi đứa con gái này. Dương Tú Hồng quát lớn, Tịch Quân Dục nhìn thấy bóng người kia không nói một lời bỏ lên thành cửa, sau đó thả người nhảy xuống trong mưa. Nước sông Tần Hoài bắn lên tung tóe. Ha ha, Tịch Quân Dục cười cười, không ngờ bây giờ vẫn còn nữ tử quật cường tới mức này. Tiểu thư, trong tòa nhà đó vang lên tiếng gọi thất thanh, một cô gái đi tới bên cửa nhìn xuống, chắc là một nha hoàn của Nguyên Cẩm Nhi. Dương Mụ Mụ thấy vậy quát to, chết đi, chết đi, chết đi là tốt nhất. Kỹ năng bơi lội của nó tốt như vậy, dù rùa đen có chết cũng không làm nó chết được. Đồ rùa đen, đồ vong ơn phụ nghĩa, tiểu thư, cầm đi, cầm đi, cầm đồ của tiểu thư ngươi đi. Đây, khế ước bán mình của ngươi, của tiểu thư ngươi, cút, đều cút hết cả đi. Dương Mụ Mụ quẳng thứ gì đó xuống nhà, nha hoàn kia tiến tới dập đầu mấy cái, cầm mấy thứ dưới sàn rồi gọi lớn tiểu thư sau đó chạy ra bên ngoài. Bảo Trần sư phụ chèo thuyền đi theo xem nào, vớt cái đồ muốn chết kia lên. Đừng để người ta nói Dương Tú Hồng ta ép người tự vẫn. Trong mưa lớn, Kim Phong lâu khá náo nhiệt, Tịch Quân Dục nhìn cảnh tượng này mà cười một lúc lâu. Sau đó, hắn đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Mới bước ra hành lang thì đã gặp mấy người quen. Đó là đại thiếu gia Ô Khải Long và nhị thiếu gia Ô Khải Hào của Ô gia. Nhìn thấy bọn họ, Tịch Quân Dục đứng sang một bên cho họ qua,
Nhưng hai người kia thấy hắn thì vui mừng chất tiếng chào hỏi. Ha ha ha, Tịch Trường Quỹ, thật là trùng hợp, hôm nay huynh cũng ở Kim Phong lâu à, hình như vừa tiếp khách xong phải không? Lúc nãy vừa tiếp dư trưởng quỹ của Tứ Khánh Phường, hiện dư ông ấy vừa rời đi rồi. À, nếu huynh không bận viện thì tới đây ngồi một lát, có thể gặp nhau âu cũng là duyên phận. Tịch Quân Dục cười lắc đầu, sau đó khách sáo mở miệng cự tuyệt, cảm ơn thịnh tình của hai vị công tử, chỉ là Quân Dục thượng có một số việc phải xử lý, không thể quấy rầy, lần sau vậy, lần sau vậy. Hai người của Ô gia này đều nổi danh về việc nhiệt tình trong việc chiêu hiền đãi sĩ. Ô Khải Long kia trước đây rất thích Tịch Quân Dục. Hai bên đứng đó nói chuyện thêm một lúc, sau đó hai huynh đệ Ô gia tiếc nuối cười cáo từ. Tịch Quân Dục đợi bọn họ đi qua rồi xoay người ra cửa. Hôm nay trời mưa xối xả, bất lợi cho xuất hành. Tính ra thì hôm nay phụ thân của Tiểu Thiền mới hạ táng, đại khái là buổi tối ngày mai Ninh Nghị mới trở về. Chuyện bên Tứ Khánh Phường cũng đã ổn, có lẽ nên đi báo cáo tình hình một chút. Hắn đứng ở cửa nhìn trời mưa mịt mù, người hầu dắt ngựa xe tới hỏi, Tịch Trường Quỹ, bây giờ đi đâu? Quay về, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Tô Phủ. Xe ngựa lộc cộc cô độc đi giữa làn mưa, dọc theo con đường dài chậm rãi lăn bánh về phái Tô Phủ. Không bao lâu sau, trên một con đường cạnh bờ sông, có một chiếc xe ngựa của Tô Phủ đang lao nhanh trong làn mưa, người khoác áo tơi đánh xe là Đông Trụ. Rốt cục buổi tối bọn họ cũng về tới Giang Ninh. Cuộc sống về đêm của Triều Vũ tương đối nhộn nhịp, cửa thành buổi tối cũng không đóng, thỉnh thoảng có đóng cũng là vào lúc khuya. Nhưng mà gần đây nạn dân tập trung bên ngoài khá nhiều, Ninh Nghị trên đường về cứ lo rằng buổi tối sẽ đóng cửa thành sớm. Trên đường đi hắn thấy sắc trời âm u, may mà vào thành rồi mới mưa xối xả. Hắn gọi cảnh hộ vệ vào trong xe, sau đó lấy áo tơi bảo Đông Trụ mặc vào. Lúc đi qua đoạn đường này thì đột nhiên nghe tiếng người gọi tiểu thư. Hắn xốc màn xe lên nhìn ra ngoài, con đường ven sông này có khá nhiều nhà cửa, phần lớn là thanh lâu, đèn lồng ở cửa chiếu sáng cả một đoạn đường. Ninh Nghị thấy trong nhà còn có người, chứ ở trên đường không còn ai đi lại. Sau khi vén rèm nhìn kỹ một lúc, hắn thấy một cô gái đang từ dưới sông bỏ lên đường, nha hoàn của nàng mang theo một cái bọc nhỏ đứng bên cạnh. Không biết vì sao cô gái này lại ngã xuống sông, bây giờ trời đang mưa, buổi tối sóng sông Tần Hoài cuồn cuộn, có chút nguy hiểm, trông cách. Nàng bỏ lên bờ cũng có thể nhận ra nàng ta có kỹ năng bơi tương đối tốt. Có điều khi cô gái này ngã xuống sông mặc ít áo, bây giờ trên người ướt đẫm, y phục dán sát vào cơ thể làm nổi bật đường cong là lướt, giày thì chắc đã rớt mất một chiếc ở dưới sông. Trong trời mưa mù mịt, cảnh tượng này rất mê hoặc. Trên lầu mấy căn nhà ven đường có lẽ cũng có người nhìn thấy, Đông Trụ chắc cũng nhìn thấy nàng. Cô gái kia đưa tay xoa mặt, thấy người ta nhìn mình thì cũng cúi đầu nhìn lại bản thân, sau đó nhíu mày ngẩng đầu quát chưa từng nhìn thấy con gái à. Câu này mắng khá to nhưng bản thân nàng cũng có chút chột dạ, nửa cuối không to được như lúc đầu. Mắng xong thì nàng lại xoay người, nhảy xuống sông, trong nháy mắt đã bơi ra xa, biến mất trong dòng sông cuộn sóng. Tiểu thư, tiểu thư, cô nha hoàn chạy dọc theo trên bờ. Chà chà, cô gái đẹp thật. Ninh Nghị cảm thán trong lòng, mang máng nhớ ra là hình như đã gặp cô ta ở đâu đó, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không phải. Có thể là trước đây xem quá nhiều minh tinh điện ảnh nên mới như vậy. Đang nghĩ thì Tiểu Thiền nhích lại gần nói, cô gia, người đang nhìn gì vậy? À, không có gì, không tin. Tiểu Thiền lắc đầu. Đông Trụ chắc cũng nhìn thấy, muội đi hỏi Đông Trụ đi. Hừ. Tiểu Thiền nghi hoặc, một lát sau mới xốc màn xe phía trước hỏi, Đông Trụ ca, các huynh nhìn thấy gì vậy? Hả? Cái gì? Đông Trụ ngẩn người, sau đó một trận lúng túng nói, không, không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì. Hừ. Ninh Nghị ở bên trong xe cười ha hả, Tiểu Thiền nghi hoặc nhìn Đông Trụ ở phía trước. Lại nhìn Ninh Nghị ở bên trong xe, sau đó buồn buồn lui về chỗ ngồi của mình nói, bắt nạt người khác. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 92, Cảnh cáo, Thượng. Về chuyện của Tứ Khánh Phường,
tôi đã bàn bạc ổn thỏa với dư trưởng quỹ rồi. Trước mồng 6 tháng 10 có thể giao hàng cho họ là xong. Tôi có một ý tưởng. Mưa xối xả bao phủ đại viện Tô gia, nước mưa đan xen như một tấm màn hạ xuống. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trong phòng khách, Tịch Quân Dục đang ngồi bàn chuyện làm ăn với Tô Đàn Nhi. Hạnh Nhi cầm khăn mang tới cho hắn lau những giọt nước trên người. Sau đó Quyên Nhi bưng khay trà vào, đặt thêm một đĩa điểm tâm lên bàn. Tịch trưởng quỹ mời dùng trà. Làm phiền Quyên Nhi rồi. Tịch Quân Dục cười gật đầu, sau đó tiếp tục bàn chuyện làm ăn với Tô Đàn Nhi. Nếu Tứ Khánh Phường đã bắt đầu, tôi nghĩ có thể đầu tư khoảng 1 vạn lượng ở Viên Châu khởi công xây dựng 2 xưởng nhuộm và kho hàng. Sau đó lấy Viên Châu làm căn cứ phát triển dần ra xung quanh, có thể 10 phần chắc 9. Hắn nói xong liền im lặng đợi Tô Đàn Nhi trả lời. Việc mở rộng làm ăn của Tô gia thường được tiến hành theo trình tự như vậy. Nhưng lúc này Tô Đàn Nhi chậm rãi uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói khá nhỏ. Thời điểm đầu tư ở Viên Châu đã tới, nhưng gần đây sắp vào vụ, hiện giờ. Hãy đợi thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp. Tô Đàn Nhi nói khá nhẹ nhàng. Cách trả lời này Tịch Quân Dục cũng đã đoán được trước, chỉ là ánh mắt của nàng khiến hắn không hiểu. Hắn quen Tô Đàn Nhi khi nàng còn là một cô nhóc 11, 12 tuổi. Nhưng từ khi Tô Đàn Nhi bắt đầu quản chuyện làm ăn cho tới nay, cô gái này đã khiến hắn không cách nào hiểu được nữa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Tính cách của cô thế nào, hắn đương nhiên là biết rõ. Nàng tuy rằng chịu áp lực rất lớn nhưng luôn cố gắng hết mình. Mấy năm trước, đại khái là khi Tô Đàn Nhi gần 14, 15 tuổi đã bắt đầu cùng làm việc, bàn bạc các loại đối sách làm ăn với hắn và mấy trưởng quỹ khác. Thiếu nữ này thường đưa ra những quyết định kinh người, tuy phần nhiều thời gian là vụng về, nhưng khi nàng làm sai hoặc quyết định không đúng thường lúng túng cười cười. Sau đó kinh ngạc nói, hóa ra như vậy à? Nàng có tính cách nhẹ nhàng, khiêm tốn, đối với ai cũng rất điềm đạm, chưa bao giờ giận dữ. Đương nhiên cũng có lúc nàng gặp phải tình huống không biết ứng phó cách nào. Khi đó nàng thường im lặng nở nụ cười, ra sức mím môi, lặng lẽ đợi cho mọi chuyện qua đi. Tâm tình của con người rất kỳ quái, chẳng có giới hạn rõ ràng nào cả. Tịch Quân Dục cũng chẳng biết mình quyết định ở lại hãng vải Tô gia khi nào. Gia cảnh lúc nhỏ của hắn không tốt, mẹ mất sớm, cha hắn bệnh triền miên, hơn nữa còn là một tiểu quỷ. Từ nhỏ hắn đã nổi tiếng là thông minh, vốn tưởng rằng học hành sẽ có tiền đồ tốt. Ai dè sau khi tới hãng vải làm công kiếm tiền phụ giúp gia đình đã làm mãi tới tận lúc này. Người thông minh làm việc gì cũng nhanh, Tịch Quân Dục cũng tự tin mình là một trong những người làm được việc, buôn bán rất tốt. Là thương nhân, hắn dần hiểu thế nào là nhân tính, nhân tâm. Trong cách nghĩ của hắn, thế gian vạn vật đều không thoát khỏi sự thay đổi. Đọc sách cũng chỉ là một trong những con đường thành công. Khi còn làm việc vặt, hắn đã giúp hãng vải Tô gia giao dịch thành công được mấy lần. Tiền kiếm được cũng nhiều hơn, đời sống gia đình khấm khá hẳn lên. Đương nhiên, lúc đó hắn vẫn còn ý nghĩ học hành. Việc hắn chấp nhận ở lại hãng vải có phải do thiếu nữ này hay không thì rất khó nói. Nhưng chắc chắn đây cũng là một nguyên nhân lớn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng tự hiểu. Gia đình nghèo khó, muốn đi học tiến xa trong con đường khoa cử rất phiền phức. Có muốn mang quà đi tặng tạo quan hệ cũng chẳng làm nổi. Trong khi cảm giác có tiền lại cực kỳ thực tế. Thời đó hắn đã vạch cho mình một con đường tương đối lý tưởng. Đó là ở lại làm công cho Tô gia, trở thành trưởng quỹ, đại trưởng quỹ, sau đó ở rể, khi Tô Đàn Nhi tiếp quản sự nghiệp thì sức nặng của hắn cũng tương đương với nàng. Lúc đó, hắn không ngừng bộc lộ tài năng, coi như đó là một ám hiệu với thiếu nữ đang không ngừng say mê học tập kia. Những lúc Tô Đàn Nhi mắc lỗi, hắn cũng rất đúng lúc phạm phải sai lầm. Kể từ khi biết cách nghĩ của Tô Bá Dung với Tô Đàn Nhi, hắn đã hiểu kiểu gì cũng có một ngày Tô gia cần một chàng rể. Hắn hiển nhiên sẽ là người lý tưởng nhất, bản thân hắn cũng chẳng ngại chuyện này. Người bất tài bao giờ cũng chờ đợi ông trời ban cho mình cơ hội thay đổi thân phận, đương nhiên đây cũng chỉ là một trong những lời đồn vô căn cứ. Nhưng đối với người có năng lực, hiểu được khả năng của bản thân cũng đủ giúp họ có một vị trí lớn rồi. Đối với hắn mà nói, hắn tin rằng mình ở nơi nào cũng có cơ hội, cũng có thể khiến người ta coi trọng. Hắn xuất thân nghèo khó, đợi ông trời thay đổi đương nhiên là không được.
vậy thì ở rể chính là cách mà chẳng có gì là không thể chấp nhận. Tô Đản Nhi cũng hiểu rõ năng lực của hắn, hắn cũng hiểu rõ tính cách của nàng. Đây chính là một trong những nhân tố biến họ thành một cặp đôi lý tưởng nhất. Nhất định sẽ có một số người lúc đầu mang chuyện ở rể ra chê bai, nhưng chẳng sao, chỉ cần hắn thể hiện năng lực, người bên ngoài tự nhiên sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, một năm, hai năm. Sự thực sẽ thay đổi tất cả. Tô Đản Nhi trên lưng đeo gông xiềng mà còn có thể cắn răng tiến về phía trước, bản thân hắn sao lại không thể. Chỉ tiếc là sự việc phát triển ngoài dự liệu của hắn, Tô gia chắc chắn có suy nghĩ về hắn. Đương nhiên là có để ý, nhưng cuối cùng, lão Thái Công đột nhiên quyết định chọn một thư sinh vô năng. Tô gia muốn chọn người này để dễ bề khống chế. Đôi khi biểu hiện năng lực thái quá lại là một khuyết điểm. Lúc lễ thành hôn diễn ra hắn còn mỉa mai, nếu như đổi lại chú rể là hắn thì nhất định Đản Nhi sẽ không kiếm cớ chạy mất. Trong lòng vốn rất tự tin rằng, việc đính ước giữa Tô gia và Ninh Nghị chẳng có gì khiến hắn phải lo lắng, nhưng nào ngờ đối phương lại quyết định chọn Ninh Nghị, lúc đó hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Vốn hắn có ý định trực tiếp tìm Tô Đản Nhi bày tỏ tình cảm trong lòng, nhưng đến lúc đó hắn mới nhận ra, thiếu nữ này đã thể hiện thái độ với người bên ngoài rằng, mình là người đã có chồng. Trước kia, nàng gọi hắn là Quân Dục Ca, không lâu sau đổi thành Tịch Trưởng Quỹ, đến bây giờ vẫn duy trì cách gọi như vậy. Nàng có thể mềm mỏng điềm đạm, có thể tinh nghịch đáng yêu, có thể dí dỏm hài hước, nhưng đa phần thời gian thiếu nữ này thường mang tâm trạng bàng quan của người đứng ngoài. Đôi lúc nàng sẽ cảm thấy thú vị, thấy hiếu kỳ, cũng có lúc bật cười thành tiếng, nhưng mà kiểu gì cũng luôn duy trì thái độ bàng quan và tích cực học tập. Người thông minh chỉ cần dụng tâm thì học thứ gì cũng nhanh, đây là điều mà Tịch Quân Dục đã sớm biết. Khi đó hắn mới phát hiện tình yêu không dễ nói, bởi vì người ta đâu có thân thiết như mình tưởng. Hắn cũng là người cao ngạo, nếu như chạy tới thổ lộ, thiếu nữ kia có thể là vô cùng ân cần, vô cùng dịu dàng, thậm chí là vô cùng thương tâm. Nhưng mà thực sự trong trái tim kia không coi rằng đây là một chuyện đáng để tiếp nhận, đây là kết quả mà hắn không thể nào chịu nổi. Sau khi thành thân, Tô Đản Nhi tỏ ra mình là một người đã có chồng, đây cũng là chuyện mà hắn đã sớm đoán được. Vấn đề thân phận chính là nguyên nhân chính để Tô Đản Nhi thành thân. Mà không biết thư sinh kia sống với nàng thế nào nhỉ, chắc chắn Tô Đản Nhi sẽ không biểu hiện ra mặt là mình không hài lòng. Mà cũng chắc chắn rằng thư sinh kia sẽ không hiểu được trong lòng vợ mình đang nghĩ gì. Nghĩ tới mà thú vị, nghĩ tới mà đau lòng. Quả nhiên bọn họ không ở chung phòng. Mặc dù sau này thư sinh kia phát triển ngoài dự liệu, trên con đường học vấn đúng là có chút tài năng, nhưng cho dù thế nào, chắc chắn hai người sẽ bằng mặt mà không bằng lòng. Ngoại trừ hắn ra, không ai có thể hiểu được Tô Đản Nhi. Trái tim luôn ẩn sâu trong cơ thể kia luôn giữ được sự tỉnh táo kể cả khi bị áp lực và cô độc. Muốn dùng thân phận nữ tử mà chấp trưởng Tô gia, trở ngại đương nhiên là sẽ có, dù có khóc cũng không có mấy người thật lòng đồng tình. Mặc dù đã có Tô Bá Dung bày mưu đặt kế trợ giúp nàng, nhưng mỗi khi buôn bán, đối phương sẽ nghĩ tới vấn đề của một nữ chủ nhân. Dù cho nàng không ngừng chứng minh năng lực tới năm 40, 50 tuổi, dù có trở thành nhân vật như Võ Tắc Thiên thì mọi người vẫn nghĩ rằng nàng chỉ là một nữ nhân, cho nên nàng chỉ còn cách chọn lựa sự tỉnh táo cho trái tim mình. Nghĩ tới mà cảm thấy lạnh buốt, cảm thấy cô độc, cảm thấy thương cảm. Nàng cần một người thực sự có khả năng cùng chung hoạn nạn. Tịch Quân Dục thích cảm giác như vậy, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có cách im lặng và tiếp nhận sự thực. Việc đã xảy ra, oán giận vô dụng, lo lắng làm gì những chuyện không đâu. Đôi khi Tịch Quân Dục không cảm nhận được vị trí quan trọng của mình trong cách nghĩ của nàng nữa. Nàng đã dần trưởng thành, qua mấy năm nữa, người từng dạy dỗ nàng như hắn sẽ không còn ảnh hưởng được tới nàng. Chuyện Viên Châu, Tô Đản Nhi đã quyết định, hắn chỉ là trưởng quỹ đương nhiên không cần nói nhiều. Khi có thời gian, hai người cũng thường hay nói chuyện. Sau khi nói chuyện Tứ Khánh Phường, hắn kể thêm mấy chuyện thú vị. Sau đó lại liên hệ tới việc nạn dân mà phân tích thêm những khả năng có thể phát sinh. Hắn biết Tô Đản Nhi thích nghe cái gì, nàng bưng trà uống chứng tỏ nàng đã nghe tới mức nhập thần, thỉnh thoảng gật đầu, hỏi ngược lại vài câu, thần thái chẳng khác gì thiếu nữ hiếu kỳ mấy năm trước.
Dù sao đây cũng là thời đại tin tức không thể linh thông, rất nhiều. Thứ chỉ cần nói đúng là đúng, mà những điều Tịch Quân Dục nói, nàng thường không biết. Sau đó hắn thuận miệng nói tới chuyện tang sự của phụ thân Tiểu Thiền, phán đoán xem bao giờ Ninh Nghị có thể trở về. Chuyện này hắn chỉ điểm tới là dừng, ám chỉ một chút rằng mình không giống như Ninh Nghị. Tuy rằng thoạt nhìn những thứ này đối phương sẽ không để trong lòng, nhưng cũng có thể trò chuyện thêm một chút thời gian. Đột nhiên, Hạnh Nhi cầm theo ô từ ngoài sân chạy vào, trông khá là vui vẻ nhìn Tịch Quân Dục gật đầu cười rồi lao tới chỗ Tô Đàn Nhi, nói, cô gia và Tiểu Thiền đã về rồi. Thật không? Quyên Nhi đứng sau Tô Đàn Nhi bật hỏi trước, Tô Đàn Nhi cũng ngẩng đầu lên nở nụ cười tươi, nhưng cũng đồng thời nhíu mày, mưa lớn như vậy, trời lại tối khuya, họ có bị ướt không? Không đâu. À, người đánh xe là Đông Trụ. Lúc ở ngoài cô ra bảo hắn đi tắm trước rồi, sau đó còn bảo nhà bếp chuẩn bị cơm nước, họ trở về gấp quá, chắc là cơm tối chưa ăn. Ừ, Tô Đàn Nhi suy nghĩ một chút, nói, Hạnh Nhi, muội bảo nhà bếp chuẩn bị những món cô ra thích ăn, sau đó chuẩn bị thêm một nồi cháo, ta cũng có chút đói bụng. Mặt khác chuẩn bị thêm món canh nấm để cảnh hộ viện và Đông Trụ khử lạnh, bình thường bọn họ không được ăn món này. Nếu muội và Quyên Nhi muốn thì có thể tự đi chuẩn bị. Ta không dùng, sau khi cô ra và Tiểu Thiền dùng bữa xong chắc cũng không ăn món này nữa. À, Tịch trưởng quý có muốn không? Tôi không dùng, nếu cô ra và Tiểu Thiền đã trở về, chuyện quan trọng cũng đã nói xong, vậy tôi trở về trước. Tịch Quân Dục cười tự nhiên, Tô Đàn Nhi gật đầu. Nếu vậy thì tôi tiễn Tịch trưởng quý. Không cần, mưa lớn lắm. Không sao, hơn nữa tôi cũng muốn nghe tường tận hơn về kế hoạch Viên Châu lúc này Tịch trưởng quý nói. Cô không muốn nghe mới là lạ. Tịch Quân Dục cười ở trong lòng, tay mở ô cùng với Tô Đàn Nhi, Quyên Nhi đi ra ngoài, miệng thì nói về kế hoạch và cách nghĩ của mình. Tư liệu mà hắn thu thập được về phong thổ, quan viên, dân chúng ở bên đó vô cùng kỹ càng, Tô Đàn Nhi vừa gật đầu vừa nghe. Tiếng mưa rào rào, đi trên đường nhìn ánh sáng nhạt nhòa của dãy phòng ốc, hắn có cảm giác dinh thự Tô gia to lớn chỉ còn ba người họ đi trong mưa. Gần tới cửa hông, nhìn thấy bên đó vẫn có người vội vã qua lại, người hầu của hắn cũng đứng đợi ngoài cổng. Khi đi tới một chỗ trong hành lang không cần dùng ô, Tịch Quân Dục hít sâu một hơi. Thực ra, hơn một năm nay, tuy rằng Tô Thị vẫn giữ được thế phát triển, nhưng hiện giờ các cơ sở đều tự giữ lại tài chính cho mình. Cô đang chuẩn bị, nhưng chuyện này quá lớn, cô không muốn nói thì đáng nhẽ ta cũng không nên nêu. Thế nhưng, với số vốn gốc lớn như vậy không trở lại, cô đã hiểu hết ý nghĩa của chuyện này chưa? Tô Đàn Nhi dừng bước, liếc mắt nhìn hắn, nhẹ mân đôi môi, không nói gì. Ánh mắt kia có chút phức tạp, giống như muốn nói xin lỗi không thể nói với ngươi điều này, dù sao nàng vẫn đang muốn nắm toàn cục. Tịch Quân Dục cũng không đợi điều gì, chỉ lắc đầu, thở dài một hơi. Tôi không biết cô có ý nghĩ này từ lúc nào, có thế mấy năm trước cô đã nghĩ đến chuyện bán vải vào cung, trở thành hoàng thương tức là thương nhân của hoàng gia. Chuyện này có đúng không? Hắn nhìn Tô Đàn Nhi, hơi dừng một chút. Nếu là mấy năm trước còn có thể, nhưng mà năm ngoái, Tiết gia đã bắt đầu triển khai. Họ cũng có chủ ý với hoàng thương, có lẽ Ô gia cũng có ý nghĩ như vậy. Cách nghĩ của cô rất khó thực hiện vào lúc này, cô biết không? Trong đêm mưa, đây là lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất. Tịch Quân Dục lo lắng là điều này đang tới. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 93 Cảnh Cáo Hạ. Từ khi ký hiệp ước Thiền Uyên tới nay, bởi vì mỗi năm đều phải cống nộp cho Liêu quốc một lượng tiền tuế, tức là tiền cống nộp cho bên thắng trận và vải vóc hạng nhất. Cho nên làm nghề dệt may ai cũng muốn mình trở thành hoàng thương. Mỗi năm cung cấp 30 vạn tấm vải, số lượng này không phải là nhỏ, nếu không xé nhỏ ra thì chẳng hiệu buôn nào nuốt trọn được. Mà cho dù có xé lẻ ra thì đối với mỗi người vẫn là con số không nhỏ. Do mỗi năm phải cống nộp số lượng vải lớn như vậy, nên giá cả triều đình thu mua không được cao cho lắm, nó không thể bằng những mặt hàng đắt giá, thậm chí còn thấp hơn so với mặt bằng chung. Hàng năm trong cung đều phải mua một số lượng lớn các loại vải vóc, tơ lụa đẹp,
Đây mới chính là hàng xa xỉ giá cao. Lợi nhuận đương nhiên là có, nhưng nếu so sánh với 30 vạn tấm kia thì không tính là bao nhiêu. Trở thành hoàng thương sẽ có một số đặc quyền nhất định, cho nên đa phần các thương hộ đều tranh giành. Họ không tính tới cái thiệt trước mắt về lợi nhuận, mà tính tới cái lợi lâu dài khi triều đình dành cho họ một số đặc quyền phát triển và buôn bán. Lực lượng của Tô gia trên phương diện này còn yếu. Đương nhiên nếu cố tranh một góc nhỏ cũng không khó, nhưng nếu chủ động trở thành một cổ đông phân chia thì tương đối khó khăn. Bản thân Tô gia bình thường phải duy trì một lượng lớn các mối quan hệ làm ăn khi nhận được đơn đặt hàng của hoàng gia. Họ sẽ không để ý tới việc anh bận tới mức nào, có thời gian hay không, mà nhất định buộc anh giao hàng đúng hẹn. Nếu không muốn ảnh hưởng tới cung cầu, Tô gia nhất định phải có thực lực của mình. Nói cách khác, việc mở xưởng mới để sản xuất, cung cấp cho hoàng gia sẽ không mang tới bao nhiêu lợi nhuận, có lẽ sẽ nhận được một số đặc quyền nhất định. Nhưng mở rộng cũng đồng nghĩa với việc phân tán tinh lực, năng lực Tô gia nếu đã bão hòa thì dù có ban cho anh đặc quyền, anh cũng chẳng đủ sức. Mà phát triển, nếu như anh có năng lực lớn, đương nhiên có thể nhận một phần đơn đặt hàng vải tuế, trong kho lại có một lượng vải dự trữ lớn. Khi đó cung cấp thêm nhu cầu tơ lụa chân quý cho cung đình, lợi nhuận kiếm được là khá nhiều, ai cũng có một phần trong chén canh này. Nhưng nghe đâu ngoài việc cung cấp vải vóc quý theo đơn hàng, thương hộ còn phải dâng cho triều đình thêm một số khác, hơn nữa các loại phí tổn đã thông thủ tục không phải là ít. Muốn thuần túy kiếm lợi trên lĩnh vực này rất khó, chỉ có thương hộ siêu cấp mới có khả năng vận dụng các loại thủ đoạn để kiếm lời mà thôi. Biện Lương có rất nhiều tiệm vải lớn, Giang Ninh mặc dù cũng là nơi nghề dệt hưng thịnh, nhưng Hoàng Thương thì chỉ toàn do những hãng vải tầm trung tranh giành. Nguyên nhân vì áp lực quá lớn, lợi nhuận không cao, những hãng buôn lớn không thích mạo hiểm. Giải thích Biện Lương là Bắc Kinh. Hết giải thích. Muốn giải quyết vấn đề bày, biện pháp tốt nhất thực ra là cải tiến kỹ thuật. Tịch Quân Dục đại khái có thể nhận ra nỗ lực của Tô Đản Nhi ở phương diện này. Nàng đã cố gắng nhiều năm, thành tựu đã ở trước mắt, chỉ cần giải quyết tốt vấn đề này là được. Mấy năm trước, nếu cô có thể nâng cao hiệu suất, hạ giá thành vải tuế thì việc làm ăn lần này chắc chắn cô có thể làm. Sau 1-2 năm nhất định sẽ có người ghen tị. Nhưng vấn đề ở chỗ từ năm ngoái, quan hệ giữa Liêu Quốc và Kim Quốc đã bắt đầu căng thẳng. Hiện giờ hai nước đều sắp bước vào tình trạng chiến tranh, một khi đánh nhau. Hai hổ tranh chấp, triều đình nhất định sẽ xuất binh, lúc đó sẽ không còn chuyện cống nộp tiền tuế cho người Liêu nữa, chúng ta chỉ còn cách mang 30 vạn tấm vải này về ăn dần. Nếu như không cần phải nộp tiền tuế nữa thì vẫn có thể cung cấp tơ lụa cho cung đình, Tiết gia và Ô gia chắc chắn đã chủ tính việc này. Chúng ta có thể thắng Tiết gia, nhưng không ăn được Ô gia, bọn họ có quan hệ trong cung. Cũng rất quen mấy vị đại nhân trong chức tạo phủ. Tôi biết mấy năm nay cô chuẩn bị rất công phu, nhưng căn cứ theo tình hình hiện nay, phần thắng của việc này đã không cao. Cái quan trọng nhất vẫn là ở phương diện vải tuế, cô có dâng lên tơ lụa tốt thì nhu cầu trong cung cũng không cao. Chiến tranh xảy ra, trong cung không nhập vải tuế nữa mà cô lại sản xuất một lượng lớn, vậy thì chúng ta sẽ chết. Tịch Quân Dục nói xong, Tô Đản Nhi giữ im lặng một lúc rồi nói. Tiết gia và Ô gia cũng gặp khó trong vấn đề vải tuế này à? Nếu như còn nhập một năm vải tuế nữa, bọn họ nhất định sẽ không chết. Hiện giờ họ đang dự tính giảm một phần sản lượng. Sang năm có lẽ năm sau nữa sẽ xuất binh. Trở mặt, bọn họ sẽ tận dụng đặc quyền của Hoàng Thương giảm nhanh sản lượng hết mức có thể. Trong khi cô lại khác, cô đang cải tiến máy dệt, đặt mình vào trong thế mạo hiểm, nếu là mấy năm. Trước thì tôi đương nhiên ủng hộ cô. Nhưng bây giờ tương lai mù mịt, chuyện này cũng chẳng phải một vốn bốn lời, không bằng tránh xa nó ra là hay nhất. Hắn thở dài, đây không phải cô tính sai mà là thời cơ không đúng, không có cách nào cả. Trước kia, bởi vì có vải tuế nên Hoàng Thương chính là một cái bánh thơm, đối với thương hộ lớn có năng lực mà nói, bọn họ có thể tận dụng để lớn hơn nữa. Nhưng đối với Tô gia hoặc là một số thương gia khác mà nói, nhận mối làm ăn này không khác gì nhận độc dược. Tô Đản Nhi chuẩn bị mãi, khi định thi hành thì chiến tranh lại sắp xảy ra. Không còn vải tuế, Tiết gia và Ô gia tranh nhau rút lui, Tô gia nhảy vào thì đúng là chuyện cười. Lúc này nghe Tịch Quân Dục phân tích, Tô Đản Nhi hơi nhíu mày, lắc đầu,
Tịch trưởng quỹ cảm thấy trận chiến này sẽ thế nào? Hả? Tịch Quân Dục hơi ngẩn người, sau đó nói, sau khi thắng trận. Hắn nói đến đây thì đột nhiên hiểu ý đối phương, điều này mà cô cũng. Từ khi ta chào đời, Tiền Tuế vẫn tồn tại. Tô Đàn Nhi nhẹ nhàng nói chuyện, có một số chuyện nói ra chẳng vinh quang gì, ta đương nhiên hy vọng chúng ta có thể đánh thắng người Liêu. Thế nhưng, hy vọng không lớn, 60 năm trước có hiệp ước Đàn Uyên, 7 năm trước có hiệp ước Hắc Thủy, hôm nay lại thêm Kim Quốc, chiến tranh xảy ra thì kết quả sẽ thế nào? Hai hổ tranh chấp đồng quy vu tận, điều đó đương nhiên là hay nhất, nhưng sự thật có phải như vậy hay không? Tô Đàn Nhi lắc đầu, ai cũng nói người Liêu dã man tàn bạo, người Kim thô bỉ không văn, nói triều Vũ ta là thiên triều mênh mông, ta rất thích nghe chuyện xưa, lúc nhỏ thường lên trà lâu nghe người ta bình sách, thỉnh thoảng nhịn không được vỗ tay cười to. Nhưng chúng ta nên nhìn nhận đúng sự thật, nơi nào cũng có người thông minh, chúng ta đánh không lại họ thì phải chấp nhận sự thực họ mạnh hơn ta, phải chấp nhận. Người biết nhận thua mới có thể chiến thắng, ta là một thương nhân, thua thì thua, tiền mất thì thôi, tại sao phải mượn cớ này nọ. Tịch trưởng quỹ, 7 năm trước Liêu Quốc có thể buộc chúng ta ký hiệp ước Hắc Thủy. Kim Quốc hiện giờ có sức mạnh đủ khiên chiến Liêu Quốc, khi họ đánh nhau chẳng nhẽ họ không biết có một triều Vũ đang nhìn hay sao. Ta hôm nay đi dạo trong trà lâu tửu quán, nghe đám văn nhân tài tử ngồi nghị luận triều Vũ ta phải thế nào để ngư ông đắc lợi. Chê trách Liêu Quốc Kim Quốc dã man thô bỉ, vụng về ngốc nghếch, bàn tán chuyện khiêu khích, ly gián cho hai nước giết nhau tới đỏ mắt. Ta chỉ là nữ tử cũng biết là Liêu Quốc Kim Quốc đâu có ngốc tới vậy. Chúng ta bị ức hiếp gần trăm năm, vậy mà chúng ta vẫn cứ nói người mạnh hơn mình là súc sinh, dã man, mông muội. Tại sao chúng ta bị một đám vụng về, súc sinh ức hiếp lâu như vậy? Có lẽ vì đám văn nhân tài tử lúc nào cũng kể cho con cháu nghe chuyện hiệp sĩ nước ta đánh bại. Liêu Quốc mọi rợ nên chúng ta mới suy nhược lâu ngày như vậy. Nàng buồn, lắc đầu, nếu thật sự đánh nhau, kết quả tốt nhất là họ lưỡng bại câu thương. Chúng ta sẽ chẳng phải cống nạp một đồng tiền Tuế. Đến lúc đó, việc cải tiến máy dệt của ta vẫn còn có thể dùng. Nhưng nếu như kết quả khác đi, Liêu Quốc thắng Hưng Sư vấn tội, tiền Tuế cho Liêu Quốc nhất định sẽ tăng. Nếu như Kim Quốc thắng, bọn họ chẳng lẽ không muốn tiền Tuế của chúng ta? Nào có chuyện tốt như vậy? Nghe nói lần này hai nước Kim Liêu xung đột, một trong những nguyên nhân rất lớn là Kim Quốc muốn dụng võ bắt chúng ta buôn bán. Khi hai nước hòa đàm ngưng chiến, triều Vũ ta không chỉ phải cống nộp tiền Tuế cho Liêu Quốc, mà đồng thời phải cống nộp cho Kim Quốc, chẳng bao giờ có chuyện họ buông tha tiền Tuế của chúng ta. Ta cũng hy vọng chúng ta có thể thắng. Nếu có một ngày đại quân xuất phát, quan phủ nhất định sẽ tới nhà đòi tiền, gia gia và phụ thân cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng nếu như chúng ta thất bại, vậy thì làm sao bây giờ? Tịch Quân Dục đứng ngẩn người, thế cục Kim Liêu hiện giờ đang khẩn trương, cả nước trên dưới đều nói hai hổ đánh nhau, cơ hội vùng dậy của triều Vũ đã tới. Không ngờ Tô Đàn Nhi lại ôm cách suy nghĩ khác, nên nói nàng bi quan hay quá tỉnh táo đây. Nhớ lại tác phong hành sự của cô gái này trước đây, cái bề ngoài thướt tha, tính cách dịu dàng chỉ là biểu hiện cho một trái tim kiên cường mà thôi. Thật sự là trái tim của hắn run lên, vô cùng đáng để người khác khen ngợi. Nhưng mặc dù là như vậy, trong lòng Tịch Quân Dục vẫn kiên định suy nghĩ tình hình sẽ tốt hơn. Cải tiến máy dệt gia tăng một lượng lớn vải Tuế, lấy hàng chất lượng thấp bán giá cao, đây là dương mưu đường đường chính chính. Nhưng kiếm lợi như vậy sẽ không được lâu dài, tuy có thể giữ bí mật được phương pháp dệt, nhuộm trong khoảng thời gian 1-2 năm, nhưng kiểu gì những cải tiến đó cũng sẽ bị truyền ra ngoài. Đến lúc đó tất cả mọi người đều cải tiến, lợi nhuận sẽ giảm mạnh, mất nhiều thời gian, nhiều công sức nhưng lợi ích lại chẳng được bao lâu. Hắn mở miệng định nói ra những suy nghĩ này, nhưng có tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, một bóng người từ trong hành lang đi ra. Lúc nãy Tô Đản Nhi quá chăm chú, Tịch Quân Dục cũng không chú ý xung quanh nên không biết có người tới. Quyền Nhi thấy vậy thì kinh ngạc nói, cô ra, sao người lại ở đây? Người trong bóng tối kia chính là Ninh Nghị, một tay hắn cầm cái ô giấy dầu, tay kia đang cầm thổ sản rừng núi, hình như là thỏ rừng hun khói gì đó. Hắn xoay người chỉ vào chiếc xe ngựa đang ở phía sau mình, miệng nói,
vốn đang chờ ăn cơm nhưng đột nhiên nhớ ra trên xe ngựa có chút đồ chưa cầm vào. À, thứ này là do những hương thân của Tiểu Thiền tặng cho cảnh hộ vệ, ta cũng cầm một chút. Hắn cười cười, đưa một ngón tay chỉ vào Tô Đản Nhi nói, nàng không? Tốt rồi, không yêu nước nhé. Tịch Quân Dục vốn định nhắm vào chuyện này mà nói vài câu, giờ thấy Ninh Nghị nói mấy câu này thì trong lòng khẽ nhíu mày. Thằng nhãi này chỉ là một gã thư sinh. Dù văn chương có tốt nhưng cũng có khác gì Tô Đản Nhi thích nghe chuyện hiệp sĩ Triều Vũ đánh bại người Liêu mọi giờ. Những câu nói của Tô Đản Nhi lúc nãy nghe thì rất có đạo lý, chỉ là không thể đánh đồng với việc làm ăn buôn bán được. Hắn quay đầu đi, lại thấy Tô Đản Nhi ở bên cạnh bật cười. Trong ấn tượng của Tịch Quân Dục, nàng rất hiếm khi cười, cũng có thể vì Quyên Nhi ở sau lưng cười mà khiến nàng cười theo. Nàng cười vui, có chút tức giận quay đầu. Ánh mắt nhìn vào Ninh Nghị, giọng thì có vẻ tức giận, nhưng lại chỉ giống như đang vui đùa. Tướng công à, cũng vào thời gian này, ở một nơi khác trong thành, bên sông Tần Hoài mưa xối xả có một bóng người đang gõ cửa một căn nhà. Khi Nhiếp Vân Trúc ra mở cửa, nàng nhìn thấy Nguyên Cẩm Nhi ướt như chuột lột, đang đứng trong mưa khép tay ôm mình. Lúc Nguyên Cẩm Nhi nhảy ra khỏi Kim Phong lâu, trên người chỉ mặc một cái áo ngủ, quần ngủ bằng sợi, trong cơn mưa lớn, dưới ánh đèn dầu, quần áo dính sát vào người nàng như trong suốt. Đương nhiên, trong mắt Nhiếp Vân Trúc, tình hình này chỉ làm cho Nguyên Cẩm Nhi trở nên xinh đẹp và yếu ớt hơn một chút. Thiếu nữ thường ngày hoạt bát láu lỉnh kia đang đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, cúi đầu lắc lắc làm nước mưa theo tóc bắn khắp nơi, sau đó ngáp một cái. À, Vân Trúc tỷ, muội lợi hại lắm đó, thật đó. Hức, muội bơi thẳng một mạch từ Kim Phong lâu tới đây. À, muội muốn ngủ, Vân Trúc tỷ, muội không chiếm phòng của tỷ đâu, muội ngủ trên sàn là được. Nàng một tay che miệng ngáp điên cuồng, ho khan vài tiếng, tinh thần không tốt cho lắm. Nhiếp Vân Trúc hơi ngẩn người, sau đó lập tức ôm lấy nàng. Không được, muội đi tắm nước nóng đã. Hồ Đào, mau đi đun nước nóng. Ư, không tắm, nước khó uống quá, muội sắp trở thành một cái bánh bao nhúng nước rồi. Hi, Vân Trúc tỷ thật là ấm áp. Nguyên Cẩm Nhi sụi lơ trong lòng Nhiếp Vân Trúc, hai tay ôm cổ đối phương, hai mắt nhắm lại, miệng vẫn cười cười. Sau đó lấy quần áo của Nhiếp Vân Trúc lau mặt vài cái, cảm thấy đây là điểm tựa mỹ mãn nhất để ngủ. Lúc đang chập chờn thì bỗng nghe thấy một tiếng người trong mưa, tiểu thư, tiểu thư. Cũng có một cô gái khác ướt như chuột trong mưa, trên vai khoác một cái túi vải chạy tới. Không lâu sau, Nhiếp Vân Trúc cười khổ nhìn cô gái trần truồng đang quấn chăn ngủ trên giường của mình, trong lòng đã đại khái biết chân tướng sự việc. Các bạn đang nghe truyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 94, Lịch Sử và Đồ Háo Sắc. Trong mưa, xe ngựa dần lăn bánh. Vén rèm lên quay đầu nhìn dinh thự Tô gia nhưng cũng chỉ nhìn thấy hai cái đèn lồng dưới mái hiên. Cửa hồng mà thôi, nếu cố cũng chỉ nhìn thấy đường viền đen ngòm của tường bao. Tịch Quân Dục thở dài. Đã biết rằng cô sẽ không nghe, nhưng mà, hắn nói tự nhủ một câu rồi nở nụ cười, vậy cũng đừng trách ta không báo trước. Sau khi Ninh Nghị xuất hiện, hắn cũng mở miệng nói qua vài câu về chuyện có liên quan tới Hoàng Thương. Đương nhiên, bởi không biết Ninh Nghị có hiểu chuyện này hay không, cho nên hắn chỉ nói bóng nói gió một chút, dù thế nào thì ý hắn cũng đã truyền ra rồi. Trước mặt Tô Đản Nhi, những gì hắn có thể làm thì đã làm, có thể nói thì đã nói. Bên này xe ngựa rời đi, bên kia trong viện, Ninh Nghị cùng với hai người Tô Đản Nhi, Quyên Nhi đến căn phòng dùng cơm cách đó không xa. Ninh Nghị sớm đã phát hiện chuyện buôn bán vào cung, nhưng cũng không rõ cho lắm. Tối nay lại nghe thấy hai người nói chuyện buôn bán, sau lại nghe Tô Đản Nhi nói về tình hình quốc gia, nên mới trêu chọc một phen. Lúc này Tô Đản Nhi tức giận cười trách, thiếp thân nói những lời vừa rồi, có hơn phân nửa là do tướng công lần trước thuận miệng nghị luận, sao giờ lại nói thiếp thân không yêu nước. Tướng công không phải người tốt, ngữ cảnh không giống nhau, nàng không thể quơ đũa cả nắm. Ninh Nghị cười lớn một phen, Quyên Nhi bám sát phía sau hai người. Rời nhà vài ngày, sau khi trở về, hắn cảm thấy chẳng có gì biến hóa,
tuy rằng cảm giác với Tiểu Thiền đã khác với trước kia. Họ cùng nhau dùng cơm, tâm sự những chuyện xảy ra mấy ngày nay ở thôn Nam Đình. Sau khi cảnh hộ vệ và đông trụ rời đi, Ninh Nghị và đám người Tô Đàn Nhi cũng cầm ô quay trở về phòng mình. Thiền Nhi, Quyên Nhi bận rộn nấu nước nóng, Hạnh Nhi quét dọn trong ngoài. Tô Đàn Nhi trở về gian phòng tiếp tục xử lý những công việc mà Tịch Quân Dục mang tới. Trời mưa quá to, nước trong sân thành dòng. Ninh Nghị ngồi dưới mái hiên nhìn một lúc, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Cửa sổ phòng Tô Đàn Nhi vẫn mở, thân ảnh một cô gái đang ngồi trước bàn cạnh cửa sổ tính toán giống như ngày thường. Khi chuẩn bị vào phòng, hắn thấy Quyên Nhi đứng sau bưng một chậu nước nóng. Bình thường, Quyên Nhi mang lại cho hắn một cảm giác tương đối điềm đạm, quan hệ giữa hai người khá tốt. Nàng cười cười, cô ra đêm nay đi ngủ sớm đi. Ninh Nghị suy nghĩ một chút hỏi, sao vậy? Mấy hôm trước cô ra không ở nhà, tiểu thư ngủ rất muộn. Thực ra chỉ để xử lý công việc mà thôi, muội và Hạnh Nhi đã khuyên nhưng không được. Nàng nói xong, nàng hơi cúi đầu, bưng chậu rời đi. Ninh Nghị quay đầu nhìn bóng người trong cửa sổ, nhún vai, vậy thì ta cũng khuyên không được. Ngồi trong phòng xem sách thêm một lúc, đại khái ước tính thời gian cũng là nửa đêm, thấy phòng đối diện vẫn sáng đèn. Ninh Nghị suy nghĩ một chút, buông cuốn sách, thổi tắt ngọn đèn, leo lên giường ngủ. Phòng bên kia, Tô Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn sang, lật cuốn sách trong tay, hơi nhíu nhíu mày. Nàng chống cằm một cái, nhịn không được lại liếc mắt nhìn sang gian phòng tối đen kia, lật tiếp một trang sách rồi khép cuốn sổ lại. Đã tới lúc tắt đèn đi ngủ, nàng nghĩ như vậy. Trong phòng nha hoàn bên cạnh, Quyên Nhi mặc áo đơn thò người ra ngoài cửa sổ, nhìn phòng Ninh Nghị, rồi lại nhìn phòng Tô Đàn Nhi, tay ghé vào bệ cửa sổ cảm thán một tiếng, cô ra thật lợi hại. Những thanh âm bàn tính tạch tạch đã không còn, khu nhà dần yên tĩnh, chỉ còn thanh âm mưa xối xả vẫn tiếp tục. Cùng trong tối hôm nay, bầu trời đông kinh kinh đô triều vũ không một bóng mây đen, ánh trăng ánh chiếu từ trên không xuống sáng lấp lánh, vô số ánh sao nhấp nháy, tụ thành ngân hà như ngọc. Trong đêm, thành trì vẫn náo nhiệt như ban ngày, đèn đuốc ở chợ và thanh lâu vẫn sáng rực. Trong thành, náo nhiệt nhất chính là ngự nhai, tức là đường dành cho vua thông tới cửa chính Tuyên Đức Môn. Từ nơi này quan sát, đường rộng, đèn rực rỡ, hoàng thành sáng rực như một ngọn đèn. Cổng hoàng thành mặc dù đã đóng, nhưng mà khung cảnh ban đêm lúc nào cũng như thế này, rất ít người biết, đêm nay có một sự kiện bí mật, cực kỳ trọng đại đang diễn ra. Trung thư môn tối nay là địa điểm tập trung của các đại thần có quyền lực bỏng tay, Lý Cương, Đồng Quán, Ngô Mẫn, Đường Khác, Cảnh Nam Trọng, Trương Băng Sương, Tần Cối, Cao Cầu, Chu Thực. Đương nhiên, ngoài những người này, quan chức lớn nhỏ khác cũng có, họ tập trung lại với nhau thành những nhóm nhỏ, nghị luận một chuyện cực kỳ trọng đại. Hai ba người ngồi lại với nhau, vừa uống trà vừa nghỉ ngơi, vừa bàn luận, thanh âm tuy nhỏ nhưng không cách nào kiềm chế được kích động trong lòng. Người Liêu trước đây không lâu đã truyền đạt quốc thư, yêu cầu bàn định lại việc tiền tuế, thậm chí đồng ý không thu tiền tuế, cầu khẩn triều vũ ta xuất binh cùng phạt kim. Chuyện này, chắc là họ đã gặp ngài rồi chứ? Đúng là có việc này. Sứ giả nước Liêu cầu khẩn ta và triều nói hỗ trợ họ vài câu, đưa tới rất nhiều quà tặng, trong đó có cả một cái lư hương quý báu. Còn lại, à, thật ra cũng chẳng có gì. Người Liêu đang sốt ruột, đúng là đợi tới lúc họ nóng ruột như lúc này thật không dễ. Môi hở răng lạnh, ta cho rằng lần này không thể không xuất binh. Người nữ chân hiện giờ đang chiếm thượng phong, một khi diệt Liêu, kế tiếp ai đảm bảo không phải là triều vũ ta? Đừng nên nói chuyện giật gân như vậy, người nữ chân quá ít, một khi diệt Liêu, dốc hết binh lực trong nước cũng chỉ được khoảng 10 vạn. Còn phải duy trì thế cục, đâu có khả năng ngàn dặm binh phạt, tấn công triều vũ ta. Sung sư đạo hôm nay cũng có quan điểm này, họ nói không nên liên minh với Kim phạt Liêu, mà nên liên minh với Liêu phạt Kim. Lý do là Liêu quốc và triều vũ là quốc gia anh em đã hơn trăm năm. Hiện giờ Kim quốc mới là quốc gia lang sói, ngoài ra còn có Đặng Tuân Võ. Giải thích, Sung Sư Đạo, sinh năm 1051, mất năm 1126, tự Di Thúc, dân tộc Hán. Người Lạc Dương, danh tướng thời Tống. Đặng Tuân Võ, sinh năm 1057,
mất năm 1121 là đại thần Bắc Tống, tự là Tử Thường, người Thành Đô. Hết giải thích, nói bậy, xa thân gần đánh, từ xưa đã vậy, nào đạo lý đánh xa thân gần. Lần này chính là cơ hội thu về U Vân, đã mấy trăm năm rồi đấy, nếu chuyện mà thành, ta kiểu gì cũng lưu danh sử sanh, sung sư đạo thật hồ đồ. Liều quốc khí số đã hết, chúng ta phải thuận theo thiên mệnh hành sự. Xây dựng triều Vũ hưng thịnh, đáng tiếc Đồng đại nhân mới rời kinh không lâu. Chỉ là hoạn quan, câm miệng, nhỏ giọng cho ta. Trong nghị luận, ai nấy cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình, nhưng dù cho thế nào. Việc sáng nay Đồng Quán công khai nêu đề nghị liên minh với Kim Phạt Liêu đã vượt qua giai đoạn ban đầu, tiến vào giai đoạn nghị sự chi tiết. Giải thích, Đồng Quán sinh năm 1054, mất năm 1126, tự Đạo Phu, người Khai Phong, quyền hoạn Bắc Tống, một trong lục tặc. Hết giải thích. 7 năm trước, ký hiệp ước Hắc Thủy chính là đã đồng nghĩa với việc đầu hàng, nhưng khi 4 năm trước, Thiên Tổ đế của Liêu quốc tự mình dẫn 70 vạn đại quân phạt Kim. Kết quả bị 2 vạn chiến sĩ của Hoàn Nhan A Cốt Đà tiêu diệt gần như toàn bộ ở hộ bộ Đạt Cương, tiếng nói liên minh với Kim chống Liêu ở trong nước tăng vọt. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm người cho rằng Triều Vũ không nên tham dự cuộc chiến này, hoặc có thì nên liên minh với Liêu chống Kim, đứng đầu là danh tướng Tây Bắc Sung Sư Đạo. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà chấp chính khu mật viện Đặng Tuân Võ từng nêu ý kiến, đại ý là, cái gì mà kiêm nhược công muội, ta thấy hiện giờ cần phải giúp yếu trị mạnh. Hiện giờ thực lực quốc gia, quân đội không mạnh, tài lực thiếu thốn, sức dân khó khăn, điều này ai chẳng biết nhưng không người dám nói. Ta không hiểu cùng Kim Mạnh làm bạn lẽ nào lại tốt hơn cùng Liêu Yếu làm bạn. Quốc vương Cao Lệ tức là Triều Tiên cũng đã lén nói, Liêu là quốc gia anh em, có thể cùng tồn tại bên cạnh, Kim là quốc gia lang sói, không thể kết giao. Giải thích câu kiêm nhược công muội nghĩa là thôn tính nhỏ yếu, tấn công quốc gia ngu muội. Trong lịch sử nhân loại, quốc gia nhỏ yếu, ngu muội luôn là đối tượng xâm chiếm của những quốc gia lớn, đây là quy luật phát triển của xã hội. Nhỏ yếu, ngu muội sẽ bị đánh, điều này đương nhiên khiến cho các quốc gia này áp dụng chính sách dân giàu nước mạnh, nếu không sẽ bị quốc gia lớn thôn tính. Trong lịch sử nhân loại, triều đại thay đổi, lực lượng mới sinh ra sẽ thay vào đó. Ý của Đặng Tuân Võ chính là chê trách những kẻ định giúp Kim Mạnh đánh Liêu Yếu, diệt Liêu xong kiểu gì Kim cũng tấn công Triều Vũ. Đối sách là phải giúp Liêu Yếu trị Kim Mạnh. Điển tích về câu này tương đối nhiều, các bạn tra thêm để biết chi tiết. Hết giải thích. Đương nhiên, hiện giờ số người mang quan điểm này tương đối ít. Từ khi Thạch Kính Đường đánh mất 16 châu U Vân tới nay đã hơn 200 năm, có thể thu hồi U Vân chính là mê dược không có vị hoàng đế nào kháng cự lại được. Giải thích, Thạch Kính Đường sinh năm 892, mất năm 942, tức Tấn Cao Tổ, khai quốc hoàng đế hậu Tấn thời Ngũ Đại Thập Quốc. Lúc tuổi còn trẻ giản dị ổn trọng, là đại tướng anh dũng thời cuối Đường, sau được phong làm tiết độ sứ Hà Đông, nhưng do nghi kỵ triều đình mà khởi binh tạo phản. Quân hậu Đường binh vây Thái Nguyên, Thạch Kính Đường cầu viện Khiết Đan, cắt 16 châu U Vân cam chịu làm vua Bù Nhìn. Sau này Thạch Kính Đường diệt hậu Đường, định đô Biện Lương, quốc hiệu Tấn. U Vân là 16 châu thuộc Đông Bắc Trung Quốc cổ đại. Hết giải thích. Mặc dù hiện giờ người Liêu thấy nguy cơ liền xin Triều Vũ giúp đỡ, thậm chí nguyện ý hủy bỏ tiền tuế làm điều kiện năn nỉ Triều Vũ liên thủ kháng Kim. Nhưng từ mấy năm trước, Triều Vũ đã phái người theo đường biển liên hệ với người Kim, tới lui vài lần, hiện giờ người Kim cũng phái tới mấy sứ giả. Có được câu trả lời thuyết phục, tiếp theo là hai bên thương nghị điều kiện đàm phán, sau đó phái người qua lại để chính thức hoàn thành đàm phán. Lần này sứ giả Kim Quốc tới đây chỉ là biểu đạt ý gật đầu, không bàn tới chuyện quyền lợi. Sau khi hai bên thương lượng xong, vẫn phải phái người sang Kim Quốc, tự mình gặp mặt Hoàn Nhan A Cốt Đà nói chuyện. Trong khi mọi người vẫn còn đang ở trong hoàng thành thương nghị, thì trên một tiểu lâu ở Ngự Nhai gần đó có 2 gã nhân viên trong đoàn sứ giả Kim Quốc đang ngồi uống rượu. Trong đó có một người trung niên, đại khái khoảng hơn 40 tuổi, một người khác ước lượng chừng 20 tuổi, trên người mang theo khí chất nhanh nhẹn, dũng mãnh của người nữ chân.
Người trung niên nhìn đường phố với ánh mắt có chút phức tạp. Hai người bọn họ chỉ là người đi theo đoàn, không địa vị gì cả, cũng không vào cung, nhưng nội dung đối thoại lại không tầm thường. Cốc thần đại nhân lần này tới đây sao lại không chịu bộc lộ thân phận? Sớm ngày ký kết hiệp định buộc Triều Vũ xua quân Bắc Thượng cùng bọn chó Khiết Đan đâm đâm chém chém, giảm một phần gánh nặng cho chúng ta. Nếu như người nào thông hiểu tình hình Kim Quốc nghe thấy hai từ cốc thần chắc sẽ bị dọa giật mình. Hoàn Đồ Chi Tử, cốc thần chính là Hoàn Nhan Hy Duẫn, mưu sĩ cực kỳ trọng yếu bên cạnh Hoàn Nhan A Cốt Đà. Từ khi A Cốt Đà khởi binh phản Liêu tới nay, rất nhiều đại sự đều có hắn tham dự, không chỉ quân lược rất mạnh mà còn là văn sĩ nổi danh nữ chân. Mấy năm trước, khi A Cốt Đà xưng đế, cho rằng người nữ chân không có chữ viết của mình, hắn đã phỏng theo khải thư của người Hán, sáng tạo ra tiếng nữ chân, hiện giờ đã bắt đầu phổ biến. Giải thích, Hoàn Nhan A Cốt Đà, sinh năm 1068, mất năm 1123, là người tộc nữ chân, khai quốc hoàng đế Đại Kim. Hết giải thích. Hai từ cốc thần nguyên văn thuộc chương 6, Đạo Đức Kinh. Hoàn Nhan Hy Duẫn là đại thần Triều Kim, ông tổ chữ viết nữ chân, tên nữ chân là cốc thần. Hết giải thích. Tuy rằng lúc khởi binh, chúng ta lo Triều Vũ sẽ viện thủ, nhưng hiện giờ Triều Vũ chủ động nêu ra việc này, muốn cầu cạnh chúng ta đương nhiên không thể biểu hiện mình quá mức nhiệt tình. Ta tới Trung Nguyên, chỉ vì muốn quan sát xem Triều Vũ phồn hoa, phong cảnh Đông Kinh. Hiện giờ đã thỏa, coi như chuyến đi này không tệ. Ngươi nhìn cảnh tượng Đông Kinh mà xem, ngũ kinh của Liêu Quốc đúng là không bằng. Thật ra nơi này quá mức xa hoa lãng phí, yếu ớt vô cùng, không có chút khí thế dũng mãnh nào cả. Cốc thần đại nhân, kỳ thực có một số người trong đội ngũ theo tới đây nói, Triều Vũ này ngoài việc xa hoa lãng phí thì chẳng có chỗ nào tốt. Bọn họ bị người Liêu ức hiếp trăm năm mà không tự củng cố, tự xây dựng. Chúng ta kết minh với đám người này sợ rằng cũng chẳng có lợi ích gì lớn, tuy rằng có thể thu hút một số ánh mắt. Nhưng không có bọn họ, tướng sĩ nữ chân cũng có thể hạ Liêu Quốc, bây giờ tự dưng lại phải chia cho họ một chén canh. Đừng có tự đại. Vậy Hoàn Nhan Hy Duẫn nhíu mày, Triều Vũ nằm ở giữa Trung Nguyên, đất rộng của nhiều, trước khi tộc nữ chân xuất hiện. Bọn họ đã ở nơi này cả nghìn năm. Mấy năm nay tuy rằng họ bị người Liêu ức hiếp, nhưng đâu có thực sự suy nhược đến cùng, nếu không họ sao thoát khỏi cái số bị người Liêu thâu tóm. Đâu có thể phát triển tới trình độ này. Hắn lắc đầu, nói, ta mấy năm nay nghiên cứu, sáng tạo ra chữ viết, cũng đã nghiên cứu sâu văn hóa người Hán, càng tìm hiểu càng kính nể sự uyên thâm. Ngay cả bệ hạ và quốc chính đại nhân khi nhắc tới Triều Vũ cũng phải kính nể trong tâm. Quốc gia Trung Nguyên, không thể khinh thường. Một khi chúng ta hạ xong Liêu Quốc, phân định ranh giới, họ sẽ là địch nhân với chúng ta. Đối với địch nhân sao có thể lòng mang khinh thị. Hắn nói xong điều này thì đưa mắt nhìn cảnh đêm. Người trẻ tuổi kia cúi đầu trầm tư, nếu là người bên ngoài nói vậy sẽ không ảnh hưởng được tới suy nghĩ của hắn. Nhưng trước mắt cốc thần đại nhân có trí tuệ siêu quần về võ dũng, quân lược, trí tuệ lại khác. Cứ ngẫm nghĩ, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bắt đầu tự hỏi người Hán có gì lợi hại. Có lẽ một ngày nào đó, hai bên có thể gặp nhau trên sa trường. Hắn nghĩ như vậy. Trong lịch sử, việc Phương Tịch cùng với một số nghĩa quân tạo phản ở phía đông nam Triều Vũ ngày một lan rộng, Đồng Quán đề xướng liên minh với Kim Phạt Liêu. Sau đó dùng thể sấm sét bình định phản loạn rồi xua quân Bắc Thượng, giúp Hoàng đế thu phục U Vân, thu hồi non sông, chăm lo việc nước. Lúc này, Hoàn Nhan Hy Duẫn thân ở Biện Lương, Hoàn Nhan A Cốt Đà ở tiền tuyến kháng Liêu cũng đang lo lắng chuyện Triều Vũ phái binh liên thủ với người Liêu, ảnh hưởng tới thế cục, nhân khẩu và quân đội nữ chân quá ít. Nếu như hạ được Liêu Quốc thì bọn họ phải duy trì cân đối với Triều Vũ, không để biến mình thành đối tượng để Triều Vũ thôn tính. Đương nhiên, việc này Ninh Nghị chẳng biết tí nào. Hắn đang ngủ, buổi sáng thức dậy thì trời mưa đã tạnh, tiếp tục theo thường lệ chạy bộ. Vừa chạy, hắn vừa dựa theo phương pháp hô hấp Lục Hồng đề dạy để luyện tập nội công, trên đường ghé tiểu lâu của Nhấp Vân Trúc uống chén trà, trò chuyện. Dù sao cũng đã mấy ngày không gặp, nên sau khi hàn huyên hai người rơi vào im lặng. Nhiếp Vân Trúc đang lo lắng làm sao nói với hắn chuyện mình gặp mặt nghĩa phụ Tần Lão,
Khi Ninh Nghị cầm lấy ấm trà tự rót cho mình thì đột nhiên có một cánh tay cầm chén từ phía sau đưa tới. Này, cho tôi một chén. Tay con gái, trắng nõn mà mịn màng, Ninh Nghị hơi ngẩn người, rót nước cho chén kia rồi quay đầu nhìn lại. Thấy một cô gái mặc quần áo của Nhiếp Vân Trúc đang ngồi trên bậc thềm, giờ chén trà thổi thổi, chậm rãi thưởng thức. Hai người chắc là đã nhận ra nhau, Nhiếp Vân Trúc cũng quay đầu định mở miệng, nhưng trong lúc nhất thời không biết giới thiệu thế nào. Sau một lúc, Nguyên Cẩm Nhi đặt chén trà xuống, thấy Ninh Nghị còn đang nhìn mình, nàng trợn mắt, ngửa người ra sau nói, cứ nhìn tôi mãi như vậy là không được đâu nha. À, Ninh Nghị nháy mắt, gật đầu, sau đó quay mặt đi uống trà, không hề nhìn nàng nữa. Sau một lúc hắn nhún vai. Hôm qua thấy một cô gái từ dưới sông bỏ lên, dưới mưa lớn toàn thân ướt đẫm, khụ, nhìn thấu hết cả. Chắc không phải cô, hắn nói với giọng thản nhiên vô sự. Nguyên Cẩm Nhi thì trợn mắt. Nhiếp Vân Trúc giật mình á một tiếng, quay đầu nhìn sang Nguyên Cẩm Nhi, tình cảnh tối qua thế nào nàng vẫn còn nhớ, bản thân còn phải kéo cô gái này đi tắm rồi mới cho đi ngủ, tránh bị nhiễm phong hàn. Nguyên Cẩm Nhi nháy mắt với Nhiếp Vân Trúc nói, đương nhiên không phải tôi rồi. Sau đó lôi kéo làn váy, đứng dậy chạy mất. Nhiếp Vân Trúc so với nàng cao hơn một chút, làn váy đương nhiên là dài hơn, đang chạy thì đột nhiên kêu a một tiếng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhiếp Vân Trúc tức giận cười cười, quay đầu nhìn Ninh Nghị. Ninh Nghị thản nhiên uống trà, liếc mắt nhìn nàng. Một lúc sau lại liếc mắt, huynh nhìn muội như vậy làm gì? Muội đâu phải nàng ta, đồ háo sắc. Nhiếp Vân Trúc cầm lấy chén trà, quay mặt qua một bên. Các bạn đang nghe chuyện chúa tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí. Truyệnđọcviệt.com. Chương 95, Thời cuộc, Thượng. Nhiếp Vân Trúc đã qua bờ sông làm quen với Tần Lão, thực ra đây cũng chẳng phải chuyện ngoài ý muốn gì. Tuy rằng Ninh Nghị đã nói là bảo nàng nhận Tần Lão làm nghĩa phụ, nàng cũng không phản đối sự sắp xếp này. Nhưng Nhiếp Vân Trúc là một cô gái độc lập, cực kỳ có chính kiến. Trong mấy ngày Ninh Nghị rời thành, nàng chủ động gặp mặt Tần Lão, một phần là vì muốn chủ động làm quen với vị nghĩa phụ tương lai này. Khi gặp mặt, liên tục trong hai ngày được nghe Tần Lão nói về tài học và một số năng lực đặc biệt khác của Ninh Nghị, nàng giống như biết người này qua một khía cạnh khác. Sáng nay gặp Ninh Nghị, nàng cảm thấy rất tuyệt vời, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Mặc dù có nha đầu Cẩm Nhi kia tới đây gây rối, biết đại khái chuyện Nhiếp Vân Trúc đã làm quen với Tần Lão, nên việc nhận nghĩa phụ chắc cũng không cần Ninh Nghị hướng dẫn nữa, mọi việc sẽ tự nhiên mà thành, bây giờ không nên vội. Tối hôm qua trời mưa quá to, thời tiết hôm nay trong xanh dễ chịu, buổi chiều đi tới bờ sông thấy Tần Lão và Nhiếp Vân Trúc đang ngồi chơi cờ. Nhiếp Vân Trúc liếc hắn một cái, ánh mắt linh động, không nói chuyện với hắn. Ninh Nghị chào Tần Lão sau đó ngồi bên cạnh xem. Nhiếp Vân Trúc cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết, riêng cầm nghệ ca vũ là bậc thầy, còn thi họa chơi cờ tuy rằng cũng rất tốt, nhưng đương nhiên chưa đạt được trình độ như Tần Lão. Ninh Nghị nhìn mấy lần đã biết Tần Lão lưu thủ, gọi là chỉ dạy Nhiếp Vân Trúc mà thôi. Sau đó quay sang nói chuyện với Ninh Nghị về việc thiên tai bệnh dịch. Tần Lão đã đem cuốn sách nhỏ kia cho con trai lớn của mình là Tần Thiệu Hòa ở Giang Châu. Bên phía Khang Lão cũng đã vận dụng quan hệ truyền bá cuốn sách này. Đương nhiên muốn hiệu quả thì phải đợi một thời gian nữa. Lúc Tần Lão và Ninh Nghị trò chuyện, Nhiếp Vân Trúc im lặng nhìn hắn. Đối với Nhiếp Vân Trúc mà nói, đây là lần đầu tiên nàng biết Ninh Nghị cũng hiểu về vấn đề này. Từ khi biết Ninh Nghị tới nay, khi nàng hiểu về hắn rất phiến diện. Biết hắn có tài học nhưng chỉ do người bên ngoài kể lại, mỗi ngày gặp mặt chỉ nói việc nhỏ nhặt, nghe hắn nói về những ca khúc cổ quái, lại xem hắn vẽ tranh bằng nước sơn, cảm thấy rất chân thật. Tuy rằng thỉnh thoảng có nghe hắn nghị luận về cuộc sống, nhưng chẳng qua chỉ là con đường là một thương nhân nhỏ. Nhưng bây giờ cảm giác lại khác, bây giờ họ đang nói chuyện quốc gia đại sự, hơn nữa cũng không phải thư sinh vô tri ba hoa chính chòe. Những con trích chòe kia nàng đã gặp nhiều ở Kim Phong lâu. Hai ngày vừa qua nghe Tần Lão luôn miệng nhắc Lập Hằng không phải là thư sinh vô tri, chuyện gì cũng cụ thể ổn thỏa,
như vậy mới là thái độ của người làm đại sự. Sông Tần Hoài gió thổi phất phơ, cô gái ngồi nghe hai người đàn ông nói chuyện, lại nhớ tới những nhận xét của lão nhân về Ninh Nghị, mơ hồ cảm thấy vinh quang và hài lòng. Mấy ngày hôm sau cũng bình thường như trước, đương nhiên, cũng có một số biến hóa nhỏ xảy ra, nhưng mức độ ảnh hưởng tới Ninh Nghị không tính là lớn. Theo thời gian, nạn dân bên ngoài thành ngày một nhiều. Trên những con đường gần thư viện Dự Sơn bắt đầu nhìn thấy ăn mày tụ tập, trông thì đáng thương đấy, nhưng muốn quan tâm thì thật là không làm sao hết được. Ăn mày ở Giang Ninh không bao giờ thiếu, lúc này chỉ nhiều. Hơn một chút mà thôi, nạn dân từ các nơi tới đây nương tựa thân nhân cũng không ít, Tô gia cũng có một số thân thích gặp thiên tai, tới đây nương tựa. Do lượng người đột nhiên gia tăng, thành chỉ có đôi chút hỗn loạn và chen chúc. Quan phủ và quân đội cũng tăng cường quản lý cho nên tình hình trong thành không đến mức tệ. Những người có chứng minh thân phận thì có thể vào, nếu không có thân nhân nương tựa thì chỉ còn cách là tập trung ngoài thành đợi tiếp tế. Để duy trì trật tự, cửa thành mấy hôm nay không đóng, nhưng có một lần Ninh Nghị đi ngang qua cửa thành quan sát, thấy nạn dân đã nhiều hơn không ít so với ngày mà hắn trở về. Họ tự dựng những căn nhà bằng gỗ đơn giản, chen chúc và sợ hãi, vô số thanh âm nhốn nháo pha tạp vào nhau. Võ Liệt Quân cũng phái một lượng lớn nhân thủ trấn giữ cửa thành, sẵn sàng chuẩn bị ứng biến, đóng cửa thành. Bởi nạn dân nên kế hoạch sản xuất rượu cao độ của Ninh Nghị tạm thời gác lại, dù sao thiết bị và bản vẽ đã chuẩn bị xong, qua chuyện này lúc nào cũng có thể tính tiếp. Mỗi ngày hắn đều chạy bộ tới tiểu lâu, cùng với Nguyên Cẩm Nhi, Nhiếp Vân Trúc uống trà. Nhớ lại lần đầu Nguyên Cẩm Nhi bị hắn dọa chạy mất, khá là buồn cười. Nguyên Cẩm Nhi rời Kim Phong lâu đã gây nên sóng gió khá lớn ở Giang Ninh. Ngay cả Ninh Nghị cũng nghe Lý Tần nói tới chuyện này. Có người cho rằng một trong tứ đại hành thủ của Giang Ninh đã mất tích. Bây giờ, mỗi sáng sớm cùng nàng uống trà, nhớ tới những gì Lý Tần nói, Ninh Nghị cảm thấy tâm tình phức tạp, hình như có mấy nhân sĩ si tình đang tìm nàng khắp nơi thì phải. Giải thích, Lý Tần sinh năm 818, mất năm 876, tự Đức Tân, người Tây Sơn, đọc thi thư từ nhỏ, học rộng hiểu nhiều. Hết giải thích, cô gái này định tới đây cùng Nhiếp Vân Trúc làm bà chủ. Nàng từ xuất thân từ Kim Phong lâu, giờ đã nộp đủ tiền chuộc thân cho mình, số tiền tích lũy còn lại mang tất cả góp vào Trúc Ký, đây không phải là một số tiền nhỏ. Theo cách nàng nói, từ nay về sau tôi đã là người của Vân Trúc tỷ rồi, nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa sẽ tới Trúc Ký làm bà chủ nhỏ. Mới trở về, Lý Tần đã nói với Ninh Nghị một việc. À, mấy ngày hôm trước có hai chị em tới đây tìm huynh. Chị em? Ừ, xem ra là con nhà phú quý, tuổi không lớn lắm nhưng khí độ bất phàm. Tỷ tỷ chừng 12, 13 tuổi nhưng rất khó ứng phó, giống như là cố ý chạy tới thích quán. Thấy huynh không có mặt liền cố ý khảo vấn ta một phen, ha ha, tính cách của cậu nhóc kia cũng khá tốt. Giải thích, thích quán xuất phát từ Quảng Đông, người Quảng Đông nói thích quán chính là muốn võ đấu, là hành vi muốn nói chuyện đạo nghĩa giang hồ nhưng theo cách công khai. Công bình, đối kháng và đọ sức để phân định thắng bại, hành vi này được xã hội cũ mặc nhiên thừa nhận. Hết giải thích, Lý Tần cười nói, khoa tay múa chân một phen. Sau đó kể lại quá trình khảo vấn, Lý Tần là người tính tình rộng rãi nên không coi trò đùa của mấy đứa nhóc ở trong lòng. Với tài học của hắn đương nhiên cũng không có khả năng thua trận, mà ngược lại còn khá hâm mộ học thức của hai chị em nhà này. Ninh Nghị thấy hắn khoa tay múa chân thì bật cười. Nhớ tới lần gặp mặt hai tỷ đệ Chu Bội ở Tết Đoan Ngọ, cảm giác đắc tội nữ nhân đúng là không tốt. Lập tức, hắn vứt chuyện này ra khỏi đầu. Ninh Nghị hàng ngày vẫn đi dạy như thường, hôm nay hắn đã dạy xong luận ngữ, bắt đầu dạy mạnh tử. Khổng viết cách thành người còn mạnh viết về lễ nghĩa, nếu như nói tư tưởng Khổng Tử lấy con người làm chủ. Nói nhiều tới hành vi con người thì tư tưởng mạnh tử lại trực tiếp liên quan đến quốc gia và đoàn thể. Mỗi ngày giảng về những điều này, Ninh Nghị đều nhắc khá nhiều tới các số sự có liên quan tới quốc gia. Hôm nay, hắn đang nói về trận chiến hộ bộ Đạt Cương mấy năm trước. Ninh Nghị đại khái cũng biết một số chuyện liên quan tới Kim Quốc, Tần Lão và Khang Lão cũng thường đàm đạo với nhau. Trận chiến này xảy ra 4 năm trước,
Thiên Tổ Đế ngự giá thân chinh, 70 vạn đại quân ngông nghênh tiến tới, Hoàn Nhan A Cốt Đà lấy 2 vạn quân nghênh chiến. Lòng mang tâm lý chịu chết, thế nhưng kết quả lại đại thắng là không phải thắng thảm, mà là tiêu diệt gần như toàn bộ 70 vạn đại quân. Cho dù sau này người ta bàn luận tới vô số lý do phức tạp, nhưng trận chiến đấu này đã tạo nên một kỳ tích trong lịch sử chiến trận mấy ngàn năm qua. Ninh Nghị lúc này cũng đem cái ví dụ cực đoan này để nói về người nữ chân dũng mãnh, điểm tới quốc gia một chút rồi dừng, nói nhiều với trẻ con chúng cũng không tiêu hóa hết được. Chỉ là sau khi dạy xong, hắn còn nói thêm với Lý Tần vài câu, tâm sự cách nhìn về người nữ chân. Lúc tới phòng giáo viên, buông cuốn sách trong tay, Lý Tần mới thở dài nói, trước kia thường nói, nữ chân không đủ 1 vạn, nhưng đủ 1 vạn thì không thể địch. Sự thực mấy năm nay đã chứng minh, quả là như vậy. Chỉ là chiến tích đó chỉ có thể xảy ra 1 lần mà thôi. Người Liêu trung quy thế lớn, người nữ chân quá ít, kết quả trận chiến này như thế nào, hiện giờ chưa nói ngay được. Ninh Nghị cười cười, như vậy không phải tốt hơn sao? Ngoài kia lúc nào cũng nói lưỡng bại câu thương, có mạnh thì phải có yếu, Triều Vũ ta mới nhân đó mà mưu lợi bất chính được. Giọng nói của hắn mang theo ý mỉa mai. Lý Tần nhìn hắn vài lần, nở nụ cười, lập hàng lại nói cho qua rồi. Lời đầu đường cuối ngõ đâu phải ngôn từ lý tưởng, Triều Vũ ta suy nhược lâu ngày, cho dù tương lai kết bạn lân bang với ai đều không phải là chuyện tốt. Nếu có thể thành tam quốc, đứng thế chân vạc, mới có thời gian mà nghỉ ngơi tích lũy, đương nhiên. Nói vậy thì quá lý tưởng rồi, thế cục bây giờ cũng khó mà suy tính, mặc dù suy nhược lâu. Ngày vô lực nhưng kiểu gì hành động cũng phải có, không thể ngồi chờ chết, U Vân 16 châu cắt nhường đã hơn 200 năm. Lần này nếu có thể nắm chắc thời cơ thu hồi, lấy Trường Thành làm nơi hiểm yếu thì cơ hội nghỉ ngơi, lại sức của ta đã đến. Ninh Nghị cảm động gật đầu, chờ Lý Tần nói tiếp. Nhưng mà Lý Tần thấy hắn phản ứng như vậy thì hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười khổ, Lập Hằng vẫn là không cho là đúng ư. Hắn nói xong câu này, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ôm quyền vái chào, hơi khom người, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần giấu nữa. Ta muốn nghe cách nói của Lập Hằng một chút về thế cục này. Theo Lập Hằng nghĩ, với thế cục suy yếu lâu ngày, thiên hạ này làm sao để có hy vọng? Ninh Nghị nhìn hắn, hơi nhíu mày, sau đó cười nói, vấn đề này đã tồn tại trong lòng huynh lâu rồi. Giờ hỏi ta thì có ích gì? Đúng là đã nhiều ngày. Lý Tần cười, trước kia nghe Lập Hằng giảng mấy hôm, nghĩ lại cảm thấy huynh suy nghĩ sâu xa. Ngay lúc đó đã muốn cùng Lập Hằng tâm sự việc này, nhưng lại thấy giống hành vi ba hoa trích chòe nơi trà lâu tiểu quán nên thôi. Sau này thấy Lập Hằng có nhiều cách nghĩ về một vấn đề, riêng thành một phái, nên nói cụ thể để ta giác ngộ hơn. Đối với lịch sử triều đại, Lập Hằng có cách nhìn rất độc đáo, lại rất hiểu về thời cuộc. Lần này ta thực tâm muốn nghe Lập Hằng nói về thế cục, có được không? Lùi thời gian lại một chút, trong hành lang hiện giờ đang có 2 đứa trẻ đang một trước một sau đi về phía này, họ là 2 chị em. Tỷ tỷ Chu Bội, đệ đệ Chu Quân Võ, mỗi người đang cầm 1 túi kẹo nhỏ, vừa đi vừa ăn bánh ngọt. Người hầu và hộ vệ đi theo đã bị bọn họ bảo ở lại ngoài cổng thư viện. Lúc tới gần phòng học, tỷ tỷ Chu Bội liền cài túi kẹo vào thắt lưng, lau miệng, sau đó quay đầu đi nhìn đệ đệ. Thấy em mình vừa đi vừa ăn, nàng liên tục trợn mắt mấy lần. Cho tới khi thấy bên kia hắng giọng, Chu Quân Võ mới ngẩng đầu lên, không hiểu tại sao tỷ tỷ mình lại trợn mắt. Chu Bội thấy em trai mình giống như gỗ mục không thể điêu khắc, đành bỏ qua mà tiến lên. Lúc này Chu Quân Võ mới vội vã chạy theo. Sao? Làm sao vậy tỷ? Vốn định ra ngoài ăn cái gì đó, nghe mọi người nói chuyện về mọi dợ, ai ngờ lại bị tỷ tỷ kéo đến nơi này thích quán. Trong bụng còn đói, thấy chị mình trợn mắt, lại nhớ mục đích tới đây, lập tức đút luôn miếng bánh còn lại vào miệng. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 96, Thời Cuộc, Trung. Thời gian đã qua tam phục rồi nhưng thời tiết vẫn nóng bức như cũ. Lúc này trong thư phòng của Thư viện Dự Sơn, Lý Tần đang rót 2 chén trà, đưa cho Ninh Nghị 1 chén. Giải thích,
Tam phục nghĩa là mùa nóng, chỉ thời kỳ nóng nhất trong năm bao. Gồm sơ phục là 10 ngày, tính từ canh thứ 3 sau hạ chỉ. Trung phục là 20 ngày, tính từ canh thứ 4 sau hạ chỉ. Và mạt phục là 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau lập thu. Hết giải thích. Chuyện quốc gia đại sự thực giống như đoán bừa. Vậy mà con người vẫn cứ tự tin ba hoa trích chòe, nhiều lúc cảm thấy thật buồn cười. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại, cũng bởi ba hoa mới có bạn bè, chứ cứ ôm đầu mà khổ tư, không nghị luận với ai, vậy thì rất là buồn bực. Năm cảnh hàn thứ 3 ta vào kinh thành dự thi, kết quả đậu tiến sĩ, đứng thứ 11 trên hoàng bảng, đáng tiếc. Lúc đó ta đắc tội với lại bộ thị lang Phó Anh, mặc dù có tên trong hoàng bảng nhưng không được phân chức vụ. Sau mấy tháng chờ đợi, ta nản lòng thoái chí bỏ về Giang Ninh. Lý Tần nói xong mấy câu này thì cầm chén trà, lắc đầu cười cười. Người bên ngoài cầu quan, đậu tiến sĩ, ở Đông Kinh mấy năm đợi chờ cũng là thường. Mới có mấy tháng ta đã rời đi, chuyện này vốn ta không muốn đề cập với ai, nguyên nhân là sợ bị người khác chê cười. Nhưng mà khoảng thời gian ở Đông Kinh, nhìn thấy quan và lợi song hành, tâm tình rất phức tạp. Cảnh vật Đông Kinh và Giang Ninh khác nhau, nếu được nói, ta cảm thấy hoàng thành nơi nào cũng bị cảm giác đó bao phủ. Ở Ngự Nhai có thể thấy cung điện nguy nga, mặc dù không nhìn được vào hoàng cung, nhưng nhiều lúc đứng đó, bản thân ta cảm giác hoàng cung cũng bình thường. Cầu quan chính là cầu phương pháp, đàm luận quốc gia đại sự, tiếp đó là thánh kế tuyệt học, rồi muôn thuở thái bình. Trà lâu tiểu quán, trăng hoa phong nguyệt, chỗ nào ở Đông Kinh cũng có bóng dáng quan lại. Có lúc người vì nó mà phấn chấn, kích động, nhưng cũng có lúc lại cảm thấy nặng nề. Nói chung là hầu như ai cũng chỉ nói suông, không nắm được yếu lĩnh. Cuộc sống vẫn cứ trôi, ngày vẫn qua ngày. Ta đã thử một số loại phương pháp, thậm chí tìm cả những kẻ thù chính trị của Phó Anh để hợp tác. Nhưng kết quả là không có tác dụng gì cả. Cái vị trí 11 hoàng bang của ta tính ra cũng có chút giá trị. Một số kẻ cũng không cự tuyệt nhưng cũng chỉ là sắp xếp qua loa, chọn những vị trí không có thực quyền. Sau đó ta thấy con đường này không đi nổi. Gia cảnh nhà ta cũng tính là khá tốt. Nếu mà thực sự muốn ở lại Đông Kinh chờ đợi cũng được, tiền cũng đủ dùng. Nhưng thực ra ta nghĩ không cần phải như vậy. Sự việc trêu ngươi, đợi chờ không bằng tận dụng thời gian này tĩnh tâm suy nghĩ. Vì vậy ta rời Đông Kinh, đi qua các châu Hứa, Đường, Thân, An về Giang Ninh. Trên đường đi ta gặp không ít chuyện, có cả thiên tai lũ lụt. Mấy năm này ta vẫn đang suy nghĩ thế sự giờ đang ở mức nào. Hắn nhấp một ngụm trà, nói tiếp. Trăm năm trước, Triều Vũ ta cũng đã mấy lần lớn nhỏ thực hiện biến pháp đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, binh mạnh, sĩ giỏi nhưng cuối cùng đều thất bại. Hiện giờ mọi người đều đang suy vấn căn nguyên vì sao Triều Vũ ta hiện giờ quân dân đều yếu, sĩ không mạnh, không tinh, ta cũng đang nghĩ vấn đề này. Ninh Nghị uống một ngụm trà, sau đó nhún vai, việc này chẳng phải rất đơn giản hay sao? Lý Tần muốn nghe cách nhìn của hắn, thấy đối phương nói câu này thì hơi ngẩn người, sau đó bật cười, đúng là giản đơn. Theo lời Lập Hằng lúc trước, mọi việc đều có quy tắc, có căn nguyên của nó, nếu nhìn thấy thì sẽ nắm chắc quy luật phát triển, ta thấy điều này rất có đạo lý. Hiện giờ nhìn tình cảnh Triều Vũ sa sút, nguyên nhân cũng đã tương đối rõ ràng. Người nào có chút tâm tư đều thấy rõ. Hắn thoáng dừng một chút, cầm lấy viên phấn vẽ một bức tranh hình tam giác trên bảng. Triều ta vốn dùng võ lập quốc, thủa khai quốc vũ lực cường thịnh. Sau vài lần phản loạn khiến Thái Tổ nhận ra cái cực đoan của việc này, lập tức thi hành biện pháp mạnh hạn võ sùng văn, coi đó là phương pháp thống trị. Cách này có thể trừ được nội loạn, giúp cho dân chúng giàu có và đông đúc, ngai vàng được kéo dài. Nhưng tới hôm nay, cái cực đoan của nó cũng rất nhiều, làm Triều ta không kháng được ngoại xâm. Mà dưới nhiều áp lực như vậy, nói quốc gia mạnh thì nó mạnh, bảo yếu cũng là yếu, tài phú vẫn chỉ chảy về chóp bu. Võ lực bị chấn áp cho nên thế nước hiện giờ đã yếu càng thêm yếu, nguy cơ ngoại xâm càng gần kề, nguy cơ lớn thì nội lực lại yếu thêm, hình thành một vòng tuần hoàn, không sao thoát ra được. Lý Tần thở ra một hơi. Nhìn cái bảng đen nói tiếp, nếu như có thể giải quyết vấn đề thương nghiệp, giải quyết một số vấn đề trọng yếu trước mắt. Triều ta có thừa khả năng chấn hưng võ lực,
Đây chính là vấn đề mấu chốt mà bất cứ kế sách dân giàu nào cũng cần giải quyết. Nếu có thể làm cho võ lực cường thịnh, đẩy lùi nguy cơ ngoại xâm, triều ta đương nhiên sẽ có thời gian nghỉ ngơi, củng cố. Đây cũng chính là vấn đề mà kế sách binh cường cần làm. Muốn có sĩ tốt cũng phải dân giàu, binh mạnh, phúc nước mới kéo dài. Đáng tiếc, tất cả chỉ là lời nói suông. Hắn đặt viên phấn xuống bàn. Một kế này như bao gồm tất cả các phương pháp, chia thành bao nhiêu cách thực hiện cũng không có vấn đề gì. Phải hình thành thế cục lấy mạnh kéo yếu, ví dụ như một cây đại thụ, mạnh tức là phải no, phải hút lấy chất dinh dưỡng. Nhánh yếu ở bên cạnh sẽ bị cướp đoạt không còn, phải làm sao hạn chế kế mạnh này, để nó tự nhiên phân phối đến các nhánh yếu, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Lập Hằng có thấy thế không? Ninh Nghị suy nghĩ một chút, cười gật đầu, có, rất có đạo lý, có phải huynh đang nói. Phải làm thế nào cho những kẻ mạnh như đại địa chủ, đại thương nhân giống như Tô gia chúng ta, rồi còn hoàng thân quốc thích, người phú quý cam tâm tình nguyện đem tiền kiếm được để giúp dân giàu. Lý Tần cười, cũng không phủ nhận, đúng là có chút khí phách thư sinh, nhưng mà ngoại trừ. Cách này ra đã không còn cách khác nữa rồi. Đương nhiên, thời đại đều bước về phía trước, không thể tụt lại phía sau. Người đời đều nói, triều Vũ ta dưới thời Hằng Đế, Huệ Tông là dân giàu nước mạnh, hưng thịnh phồn vinh, muốn quay trở lại thời gian đó là không thể nào. Vấn đề ở chỗ là làm sao chúng ta phải xây dựng nên sự hưng thịnh như vậy, phải khiến cho những người đó cam tâm tình nguyện lấy tiền ra, tạo thành một vòng tuần hoàn lưu động. Với tình hình hiện nay, phải làm cách nào bảo họ mang tiền đầu tư vào những nơi nghèo khổ, tìm cách cho đôi bên cùng có lợi, cùng kiếm được tiền. Rồi cứ tiếp tục duy trì như vậy, sinh sôi mãi không thôi, không làm giảm tài phú của kẻ mạnh nhưng có thể giải quyết được tình hình của kẻ yếu. Nếu được, triều đình chắc phải tham gia đầu tiên. Biến pháp Vương An Thạch. Ninh Nghị hơi nhíu mày, thì thào nói nhỏ. Lý Tần xoay đầu lại hỏi, sao? Triều Vũ không có Vương An Thạch, thế nhưng hơn 10 năm trước có một vị tể tướng tên là Đàm Hy Đàm Tử Ung cũng đã từng làm chuyện như vậy. Thực hiện biến pháp nỗ lực để triều đình tham gia vào công việc làm ăn, nắm giữ nền kinh tế. Ninh Nghị cười cười, cách nghĩ của Đức Tân chẳng phải giống như cách làm của Đàm tể tướng năm đó hay sao? Lý Tần gật đầu, ta đúng là đã suy nghĩ rất nhiều về biến pháp của Đàm tể tướng, cũng nhờ đó mà gợi mở rất nhiều. Cách nghĩ của Đàm tể tướng năm đó chắc cũng như vậy. Chỉ là ông ta không ngờ được trở lực quá lớn, thực hiện không được, phía dưới bằng mặt không bằng lòng. Cho nên thanh trừ tất cả, thiết lập lại từ đầu. Cách nghĩ thì đúng. Ninh Nghị gật đầu, nhưng mà biện pháp thì sai rồi. Kinh tế không phải trò đùa. Sao? Kinh tế? À, nó chính là hệ thống thương nghiệp, lưu thông hàng hóa, tiền tệ. Ninh Nghị cười giải thích một phen, cho dù ai mang đặc quyền tham gia hệ thống thương nghiệp thì đó không còn là hệ thống bình thường. Đặc quyền ở lĩnh vực này chỉ là độc dược. Đặc biệt khi đặc quyền lại nằm trong tay triều đình, quan phủ. Lập Hằng cho rằng không nên tranh lợi với dân. Không phải vậy. Ninh Nghị lắc đầu, huynh chẳng phải nói mọi việc đều có quy tắc của nó ư? Quy tắc của kinh tế chính là tham lam, thương nhân thì chỉ theo đuổi lợi ích lợi, còn các việc khác thì không quá quan tâm. Tham lam ở một số tình huống là tích cực, ví như ta làm việc trong một quán nhỏ, ta muốn mua một bộ y phục. Ta phải cố gắng làm việc, nỗ lực nghĩ cách kiếm tiền, cũng có thể được nhà chủ thưởng vì biết cách kiếm tiền. Đấy là tham lam tốt. Ngoài ra hắn còn rất nhiều cách, nhưng trộm cắp phải ngồi tù. Cho nên chỉ còn cách làm theo quy tắc trò chơi. Ta làm nhiều, kiếm được nhiều tiền sẽ mua y phục. Có thể để người ta tham lam trong quy tắc của trò chơi. Đấy mới là tham lam tốt. Nhưng triều đình lại không bị hạn chế bởi quy tắc đó. Bọn họ là người phán định, huynh bảo họ tham gia trò. Chơi này, người khác còn chơi nổi nữa hay sao? Lúc nãy ta có nói, thương nhân chỉ theo đuổi lợi ích, huynh làm cho một người tham lam vì lợi ích tham gia trò chơi, nhưng trên tay lại cầm miễn tử kim bài, thậm chí còn có cả đao. Nếu như ta chỉ cần làm một việc vô cùng đơn giản là mang lợi ích về, vậy thì huynh làm cách gì ngăn ta lấy đây? Nếu mà việc lý tưởng như huynh nói xuất hiện, vậy cũng chẳng cần bảo địa chủ, hoàng thân xuất tiền nữa rồi. Hắn thoáng dừng lại, biến pháp đàm công không phải là thiếu pháp trị. Một khi lòng tham con người quá lớn, vậy thì trong mắt của họ chỉ có lợi ích,
ngoài ra chẳng còn gì cả. Việc này có thể là một động lực lớn đối với con người, khiến họ làm việc tích cực, nhưng điểm mấu chốt duy nhất là đừng để đặc quyền tồn tại trong lĩnh vực này, nếu không hạn chế được đặc quyền, vậy chẳng còn ai chơi nổi nữa. Chỉ cần có sơ hở, dù nhỏ đi nữa thì pháp trị vĩnh viễn không thành, giai cấp đặc quyền tham gia buôn bán, chẳng khác nào thả sói vào bầy dê. Nếu bảo họ mang đặc quyền tham gia, không bằng tiêu diệt những đặc quyền vốn có, như vậy mới có tác dụng. Nói một cách đơn giản, bảo một người có quyền phán định tham gia trò chơi, vậy trò chơi tiến hành sao được? Sự tình vốn đơn giản sẽ trở nên phức tạp, thất bại là kết cục có thể đoán trước. Ngoài cửa sổ có hai chị em đang ngồi nghe trộm, cậu nhỏ nhấn vào vai chị mình, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, có phải là hắn đang nói tiêu diệt việc làm ăn của nhà chúng ta? Thằng điên ấy, Chu Bội trợn mắt, có chút tức giận nhìn em trai mình, nhưng mà hắn nói có chút đạo lý, để tốt nhất phải ngẫm cho kỹ. Không thể dễ dàng tin đối phương, nhưng cũng không thể nhanh chóng phản bác người khác, nếu vậy tương lai đệ không thể làm đại sự. À, Chu Quân Võ gật đầu, sau đó cởi túi kẹo buộc ở thắt lưng, lấy ra một cái bánh nếp đưa lên miệng ăn. Chu Bội chán nản trợn mắt nhìn hắn một cái, bảo người phán định tham gia trò chơi. Trong phòng, Lý Tần trầm mặc một lúc lâu, sau đó bật cười, thần sắc có chút phức tạp. Câu này của Lập Hằng trúng ngay điều cơ bản của nguyên tắc, nếu ta là trọng tài, vậy thì kết quả. Hắn là người biết suy nghĩ, tuy rằng chưa chắc đã buông tha cách nghĩ của mình về kinh tế, nhưng khi nghe Ninh Nghị nói, hắn đã có thể mường tượng hậu quả phát sinh. Không ngờ mấy năm khổ tư của ta, Lập Hằng chỉ cần liếc mắt đã chỉ rõ điểm mấu chốt, có phải đây chính là cách nhìn khác người của Lập Hằng về mọi việc. Đây dù sao cũng là một chuyện thú vị, triều ta mỗi năm phải nộp cho Liêu Quốc hơn 10 vạn tiền tuế, số tiền thông thương kiếm được cũng là mấy trăm vạn. Kết quả, người chiếm lợi vẫn là chúng ta, thương nhân cũng được lợi, mà thương nghiệp cũng phát triển. Hiện giờ không riêng gì Đức Tân Huynh hiểu, mà có khá nhiều người hiểu ra vấn đề. Triều ta khác với các triều đại trước là không hạn chế thương nghiệp. Biến pháp đàm công mặc dù có vấn đề, nhưng vẫn bày tỏ sự coi trọng của triều đình với thương nghiệp. Tuy vậy, Ninh Nghị suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, à, nhớ rồi, lúc nãy ta đang nghĩ tên phó anh kia hiện giờ thế nào rồi. Ninh Nghị đang nói về thương nghiệp, bỗng nhiên chuyển tới vấn đề này. Lý Tần ngẩn người, một lát sau cười ha ha. Lập Hằng quả nhiên lợi hại. Không chuyện gì giấu được huynh, tháng 3 năm nay lại bộ thị lang phó anh dính án tham ô, tháng trước đã bị đại lý tự xử lưu vong. Đợi cho việc lũ lụt lần này qua đi, ta sẽ... Hắn hơi có chút phiền muộn nhưng vẫn nói, ta định đi Đông Kinh chuyến nữa, tính toán một phen xem có thể được bổ nhiệm vào chức vị nào đang trống hay không. Hiện giờ ta đã đợi 5 năm, Lập Hằng chờ nói ta mê quyền chức đấy nhá. Ninh Nghị nở nụ cười, vậy thì phải chúc mừng Đức Tân Huynh rồi. Còn sớm, mà Lập Hằng dùng cách nghĩ để nhận ra việc này. Bí mật thương nghiệp. Ninh Nghị chỉ căn cứ vào sắc mặt của đối phương mà phát hiện ra một chút mánh khóe nên hắn thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Lý Tần lắc đầu cười một hồi, nhấp một ngụm trà, trở lại chuyện chính, nếu Lập Hằng có thể nhận ra lợi hại trong đó. Không biết có nghĩ tới chuyện cống hiến cách nghĩ cho triều đình, điều hòa phương pháp hiện nay. À, mấy câu đó chỉ đùa cho vui mà thôi. Đó mà là đùa. Được rồi, dù sao huynh cũng muốn làm quan, chúng ta thảo luận một chút cũng tốt. Ninh Nghị cười gật đầu, cá nhân ta cho rằng, có mà cũng như không. Sao lại nói lời ấy? Kỳ thực rất đơn giản, bảo triều đình hạn chế nho gia, để cao địa vị thương nhân. Như vậy việc buôn bán sẽ càng thêm phát triển, để việc vẹn toàn mà không phá hỏng những gì đã có, đây là cách duy nhất. Nghe được câu này, Lý Tần nhíu nhíu mày, địa vị thương nhân. Việc này, dù sao thương nhân trọng lợi, không có thương nhân không trọng lợi. Ninh Nghị nhấp một ngụm trà, nói, quốc gia trọng tiền bạc, những năm gần đây, thương nghiệp phát triển, địa vị thương nhân cũng được cải thiện hơn so với trước. Nếu chủ động buông ra một chút thì thương nghiệp nhất định tăng trưởng, nhưng việc này không có khả năng. Bọn họ không dám. Ai? Người tầng lớp trên, triều đình, thánh thượng, nho gia, ta, huynh cũng không dám buông. Ngoài cửa sổ,
Chu Quân Võ ngồi xổm bên tường hơi ngẩn người. Tỷ tỷ, hắn lại nói bậy, đệ không dám đâu. Gia đình chúng ta cũng kinh doanh đấy thôi, nhà phò mã Gia Gia còn làm lớn hơn nữa. Câm miệng, Chu Bội nhỏ giọng quát bảo em mình im lặng, sau đó suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không dám. Đây là phép khích tướng của hắn. Sau đó bọn họ nghe thấy giọng nói có phần trêu chọc của Ninh Nghị. Nếu như buông ra, bịch một cái, triều vũ, quốc gia này, cũng mất. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 97 Thời Cuộc Hạ. Nếu như buông ra, bịch một cái, triều vũ, quốc gia này, cũng mất. Trong phòng, Ninh Nghị làm động tác thả tay, Lý Tần nhíu mày nói, sao lại như vậy? Ninh Nghị trầm mặc một hồi trả lời, Lý Huynh đã nghĩ tới chuyện Nho gia phát triển đã mấy nghìn năm qua, nhưng vì sao họ chưa bao giờ bỏ cách nói thương nhân trục lợi? Thánh nhân đề xướng đức hạnh, phản đối hành vi ích kỷ trục lợi, chẳng lẽ không nên thế hay sao? Đó cũng là một lý do. Ninh Nghị gật đầu, nhưng còn một lý do khác, đó là đạo học thương nhân bất lợi cho sự thống trị, thể hiện qua ba chữ, khó quản lý. Một người cả đời ở sơn thôn làm ruộng thì chẳng sao, họ cứ dựa theo quy trình đời đời truyền xuống là sống, kết hôn, chết thì mai táng trong núi. Nhưng có một ngày người đó vào thị trấn, thấy cuộc sống đa dạng, lại có một ngày người đó vào tỉnh thành. Thấy vô số thứ khiến mình bất ngờ, cũng giống như nhìn thấy một bộ quần áo, đầu tiên là muốn mua, sau đó nghĩ cách. Tham lam là như vậy. Ninh Nghị cười cười, đương nhiên phần lớn con người sẽ làm việc đàng hoàng kiếm tiền mua quần áo, chỉ khi nào có dục vọng, lúc rảnh rỗi sẽ sinh ra nhiều chuyện. Lý Huynh nghĩ xem, một nông dân trung thực, suốt đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời hay một người trong lòng có dục vọng dễ quản hơn. Triều ta mấy ngàn vạn con dân, Lý Huynh, triều ta dùng pháp trị thật sự có thể quản lý được bao nhiêu? Có bao nhiêu người cứ an an ổn ổn sống hết cuộc đời? Thương nghiệp luôn phát triển trước một bước, sẽ sinh ra bao nhiêu người có dục vọng? Đây thật ra là một hệ thống rất thú vị. Từ thời Bách Gia Chư Tử đã sinh ra pháp trị và đức trị. Pháp trị mới đầu có thể chiếm thượng phong, nhưng nếu ngẫm kỹ từ thời Tần, Hán, Tam Quốc, Lưỡng Tấn, Nam Bắc Triều, Tùy, Đường. Tới nay, Huynh sẽ phát hiện một việc, pháp trị trước đây có thể quản bao nhiêu người. Thực ra đa số đều dựa vào tính tự giác, dân phong thuần phác mà thôi, ở mỗi thôn nhỏ có một bộ quy tắc là được. Nếu như đem Giang Ninh hiện giờ đến triều Tần, Lý Huynh thử nghĩ xem, với luật pháp và thủ đoạn khi đó có thể yên ổn quản lý nơi này bao lâu? Vẫn nói triều Tần rất nghiêm khắc, nhưng Giang Ninh, người thông minh nhiều lắm, kẻ cơ hội cũng không thiếu. Nho gia là một cái gì đó thật vĩ đại đã phát triển mấy nghìn năm, Lý Huynh, chỗ tốt của thương nhân không phải đến triều Vũ họ mới nhận ra. Nếu như để thương nhân tự do phát triển theo đuổi lợi ích, chắc chắn rằng không phải tới hiện giờ mọi người mới nhận ra điều này. Ví dụ về đảo Chu Công vẫn còn đó. Nhưng vì sao cả ngàn năm qua các triều đại đều hạn chế thương nhân? Lý do sâu xa nhất đó là họ đã nhận ra hậu quả là năng lực pháp trị không theo kịp. Giải thích, Bách Gia Chư Tử là thời kỳ chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Quốc kéo dài từ 770 đến 222 trước Công Nguyên, trùng khớp với giai đoạn Xuân Thu và Chiến Quốc. Và nó cũng được gọi là thời đại hoàng kim của tư tưởng Trung Quốc và thời kỳ trăm nhà đua tranh hay Bách Gia tranh minh. Thời kỳ này chứng kiến sự nảy nở của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau. Nhiều đề tài cổ điển Trung Quốc có nguồn gốc từ thời kỳ này đã có ảnh hưởng sâu rộng trong cách sống và ý thức xã hội của người Trung Quốc đến tận ngày nay. Xã hội trí thức thời kỳ này có đặc trưng ở sự lưu động của những người trí thức. Họ thường được nhiều nhà cai trị ở nhiều tiểu quốc mời làm cố vấn về những cách thức điều hành chính phủ, chiến tranh và ngoại giao. Đảo Chu Công tên thật là Phạm Lãi, tự là Thiếu Bá, là một tướng tài của nước Việt ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc, người đã giúp Việt Vương Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô. Khi đại sự thành công, Phạm Lãi cho rằng vua Việt có tướng cổ cao, môi dài mỏ quạ, là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được chứ lúc an lạc thì không được.
nên không ở lại làm quan mà bí mật trốn đi ở ẩn. Theo sử ký, Phạm Lãi đến nước Tề, cha con cùng tự cày cấy làm ăn. Nước Tề sai sứ mang ấn tướng quốc đến mời ông vào triều, nhưng ông từ chối, không màng công danh, rồi cùng gia quyến đến đất đảo, đổi tên thành đảo Chu Công và trở thành một thương gia giàu có lúc bấy giờ. Hết giải thích, triều ta cũng có hình thái ý thức như vậy. Ninh Nghị vỗ vỗ gáy, con người càng nhiều dục vọng, hành vi càng khó dò, càng dễ lừa lọc, vì lợi mà bất chấp, sẵn sàng cơ hội. Triều ta không hạn thường cũng có chỗ tốt của nó, nhưng quan văn tham tiền quan võ sợ chết, dân chúng kém phát triển, quan binh cũng qua loa cho xong, nào biết hậu quả do lợi ích đó mang lại. Tóm lại, nó cũng là một trong những nguyên nhân chính. Lý Tần trợn mắt ngồi im suy nghĩ, chẳng còn tâm tư đâu mà đi hỏi những từ ngữ khó hiểu như hình thái ý thức. Chỉ có thể nghe hiểu một phần cũng đủ làm cho hắn chấn động, một lúc lâu sau hắn mới nói, theo Lập Hằng nói. Vấn đề thương nhân trục lợi kia mới là nguyên nhân chính khiến triều Vũ ta suy nhược lâu ngày. Không phải. Ninh Nghị nhấp một ngụm trà, nói, tuyệt không phải như thế. Đây là một loại phát triển, bản chất của triều ta là dùng pháp trị quy định con đường phát triển của thương nhân. Điều này cũng có nghĩa, trong quá trình phát triển hai bên phải cùng nhau phát triển, mà hiện giờ có rất nhiều thứ không phát triển kịp, cho nên vấn đề này rất phiền phức, quá phức tạp. Muốn giải quyết vấn đề của triều Vũ hiện giờ mà chỉ nhìn chằm chằm vào số tiền của thương nhân, hy vọng triều đình tham gia làm kinh tế, thu hết tiền về mình rồi mới nghĩ tới chuyện giải quyết vấn đề dân giàu nước mạnh là không thể được. Không thể nhìn chằm chằm vào một chút lợi ích để rồi chết. Nếu thực hiện điều đó, tính cân đối sẽ mất dần, sinh ra dị dạng, sớm muộn cũng nảy ra vấn đề không hay. Ninh Nghị lắc đầu, Lý Tần ở bên kia suy nghĩ khá lâu mới hỏi, như vậy, theo Lập Hằng, để giải quyết vấn đề mấu chốt cần bắt tay từ đâu? Nếu làm thực thì ta không biết, nhưng nếu nói cho vui thì ta sẽ không chịu trách nhiệm nói về lời của mình đâu. Ninh Nghị cười cười, sao không bắt tay từ Nho Gia chứ? Nho Gia, chẳng nhẽ Lập Hằng ám chỉ vấn đề thừa biên chế? Lý Tần ngẫm nghĩ rồi cười rộ lên, trước kia cùng người khác nói chuyện cũng đã nói qua việc căn nguyên của triều ta hiện giờ chính là thực trạng quan viên quá nhiều. Đây là một vấn đề lớn, nhưng mà muốn giải quyết việc này chỉ sợ còn khó hơn vấn đề thương nghiệp. Nếu ta nói, không phải quá nhiều mà là quá ít thì sao? À, Lý Tần chớp mắt mấy cái, vẻ mặt mê hoặc. Ninh Nghị quay đầu nhìn về phía phòng học. Lý Huynh cảm thấy những học sinh đọc sách này tương lai có thể làm gì? Với cách dạy của Lập Hằng, không chỉ dạy chúng học thức mà còn dạy cả chuyện đời, dạy phương pháp quyết đoán. Tương lai nếu muốn làm quan tốt một phương thì không thành vấn đề. Lý Tần nói rất nghiêm túc, Ninh Nghị ngồi đó nhịn không được cười ra tiếng, sau đó nhấp một ngụm trà, vỗ vỗ tay. Lý Tần nghi ngờ nói, không biết theo Lập Hằng thì họ có thể làm được gì. Về mặt này, cái tên Tô Văn Nghĩa kia có thể là một quan nhỏ, thành tích của nó không tốt, nhưng tính cách nhanh nhẹn, quan hệ với người khác khá tốt, nhưng đứa còn lại, ta chỉ định dạy làm tiểu nhị, trưởng quỹ mà thôi. Đương nhiên, đọc sách nghĩa là có cơ hội làm quan, không ngại gì cho chúng thử, dù sao thì làm quan cũng có phúc lợi tốt. Ninh Nghị gập đầu ngón tay nhẩm tỉnh, chính bổng hay lương chính, lộc túc hay gạo cấp, chức tiền hay tiền chức vụ, quần áo, từ quần áo trên người đến lương thực, trà rượu, mắm muối than củi tới thức ăn gia súc. Thời đại này một khi làm quan, ăn, mặc, ở, đi lại của mình và gia quyến đều do quốc gia phụ trách. Quốc gia còn chia cho họ ruộng tốt. Công việc nhàn hạ, 3 năm không phạm sai lầm lớn là được lên chức. Điều kiện tốt như vậy ai không muốn làm quan cơ chứ? Lý Tần trầm mặc một lát nói, Lập Hằng định nói, những học trò như vậy chỉ có thể làm trưởng quỹ. Cũng không phải chỉ có thể làm, mà là thích hợp làm. Tính cách của chúng hơn phân nửa chất phác thành thật, làm quan rất khó. Đạo làm quan rất coi trọng việc phán đoán thời thế và kết giao. Nếu có năng lực, có hoài bão thì có thể làm quan tốt. Đức Tần biết ứng đối tiến thối, có năng lực hoài bão, có năng lực cân nhắc, có thể làm quan tốt, nhưng phần lớn họ không được, việc này không đơn giản. Ninh Nghị lắc đầu, dân giàu, binh cường, tiếp theo là sĩ tốt. Đạo của sĩ tốt kỳ thực là dùng người đúng nghề, vậy vì sao không thể mở những học đường chuyên ngành,
phát huy hết lợi thế của họ. Làm trưởng quỹ cũng giống như bố trí người này học nghề mộc, người kia học nghề khoáng, người nọ học đầu bếp, học quản lý. Trong đó quan trọng nhất là bố trí người học quân lược, người học thủy lợi, người học nghề khoáng. Lý Tần rõ ràng là không đồng ý với quan điểm này. Nếu có tiền đọc sách, ai lại nguyện ý đi học những nghề đó? Đây cũng là vấn đề. Làm quan thật tốt, có cơ hội đọc sách đều phấn đấu làm quan. Trong sách tự có ngàn bổ thóc, trong sách tự có nhà lầu vàng. Thế nhưng, tại sao bây giờ lại thừa nhiều quan viên như vậy? Thời cổ, người biết đọc sách chỉ là một nhóm người, người biết chữ không nhiều lắm, muốn học vẫn được truyền thừa. Quốc gia cần bọn họ tới cai quản, ngàn vàng dễ kiếm một sĩ khó cầu. Bởi vậy, kẻ sĩ nghiễm nhiên đã ở trong nhóm người có vị trí cao nhất. Bởi vì số lượng không nhiều nên thường lấy trời đất làm trái tim, lấy cuộc sống dân chúng làm tính mệnh, sinh ra thánh kế tuyệt học, muôn thuở thái bình. Nhưng hiện giờ thì sao? Mấy nghìn năm, thế sự luôn phát triển. Nếu như nói trên đời có quá nhiều việc cần làm, trong đó có một việc quan trọng nhất, đương nhiên chúng ta sẽ làm nó đầu tiên. Nhưng hiện giờ, Đức Tân, những người làm chuyện này đã quá nhiều rồi, ta cũng không phải chỉ nho học, mà là nói quan chức. Vì sao không thể phân công họ đi làm một số chuyện khác cơ chứ? Có đọc sách, họ sẽ có sự suy nghĩ. Bây giờ lũ lụt hoành hành, nếu có chuyên gia nghiên cứu thủy lợi, xây dựng một số học thuyết, người đời sau sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu. Những người này nếu không nghiên cứu thì còn những người khác. Dù sao chuyên tâm nghiên cứu thủy lợi cũng tương đương việc tu thân dưỡng tính của nho học thì hậu quả của lũ lụt đâu có ghê gớm như mức này. Chuyên gia chuyên dụng có thể nâng cao hiệu suất của rất nhiều việc, ít nhất cũng bớt đi đường vòng. Ví dụ như trước kia dệt cửi, mẫu thân dạy cho con gái, một số nông phụ ở nhà làm cái máy dệt, có nhanh có chậm, chất lượng không đồng đều. Bây giờ các hãng vải đều có xưởng dệt, thuê nữ công nhân đến làm việc, có người dạy các nàng dùng máy thế nào, làm thế nào để tăng sản lượng, đồng thời có một số người sẽ nghĩ cải tiến máy dệt thế nào. Một người có thể làm ra sản lượng của mấy người, chất lượng giống nhau, hiệu suất tăng cao mấy lần. Nếu như bất cứ chuyện gì hiệu suất cũng tăng lên mấy lần, vậy triều Vũ ta hiện giờ như thế nào? Bình cường chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói cho vui mà thôi. Khó khăn trong đó lớn thế nào, huynh không tưởng tượng ra được đâu. Huynh nói nho sinh nhiều, ta nói người đọc sách ít, nếu tính số chuyên gia chuyên dụng mà xã hội cần, vậy thì cần đó quá ít. Cũng như huynh nói, người có điều kiện đến trường sẽ không đi học làm thương nhân, thợ thủ công, nho học cũng không bao giờ làm cái việc đánh mất địa vị của mình. Nhưng mà, nếu đã bão hòa mà triều Vũ vẫn muốn phát triển thì có thể suy nghĩ từ điều này. Ví dụ, như dần tăng cường dư luận, trước bắt đầu từ những hạng mục bức thiết như quân lược, thủy lợi, chống đỡ áp lực từ bên ngoài, đảm bảo dân sinh. Đến khi mọi người đỡ khổ, người đọc sách nhiều hơn tự nhiên sẽ sinh ra chuyên gia chuyên dụng. Chuyện này không giống những kế sách bình cường khô khan thường ngày. Chỉ cần địa vị được nâng cao là sẽ có người chịu học, chịu làm. Hiện giờ họ không có địa vị thì đương nhiên con đường duy nhất chỉ là đọc sách. Gian phòng rơi vào tĩnh lặng, Lý Tần cúi đầu khổ tư. Bên ngoài phòng, hai chị em chống cằm khổ não suy nghĩ. Ninh Nghị cầm ấm trà tự rót cho mình một chén. Nho học là một hệ thống vĩ đại, ngoại trừ tu thân còn quản lý con người. Nếu so sánh số lượng quan viên với số người đọc sách, thì hơn 10 vạn học trò cũng chẳng có bao nhiêu quan viên. Quan trọng là cả nước hiện có mấy ngàn vạn con dân, học trò cũng từ đó mà ra, quan viên cũng từ đó mà chọn. Đặc biệt ở triều ta, việc thừa biên chế đã quá rõ ràng, các loại học thuyết nào là Phật gia, đạo gia mâu thuẫn, công kích lẫn nhau, khi nó thay đổi sẽ sinh ra quy tắc, không chỉ làm cho quan viên gần lợi ích hơn, mà còn có thể không ngừng lớn mạnh, khiến cho toàn bộ học trò đều coi đây là mục đích phấn đấu. 10 năm gian khổ học tập khổ, một khi thành danh thiên hạ biết, quyền lực cũng được như nguyện vọng. Hắn thật sâu hít một hơi hương trà, ta rất sùng bái loại học vấn này, cho dù nó có ưu khuyết điểm, nhưng có thể ghi lại hình thái sinh tồn của con người thì cũng là một loại nghệ thuật. Nho học tuyệt đối là một loại nghệ thuật vĩ đại nhất, tinh hoa nhất trong vô số loại nghệ thuật từ cổ chí kim. Đất rộng trời cao,
nhiều người như vậy, nhưng mà nó có thể dùng một loại phương thức gần như cực đoan đặt họ dưới một quy tắc. Trí tuệ mấy nghìn năm thật đúng là cao sơn ngưỡng chỉ. Giải thích câu cao sơn ngưỡng chỉ là một thành ngữ, ý nói sự kính ngưỡng đối với trí tuệ mấy ngàn năm. Hết giải thích, hắn nâng chén chạm vào chén trà của Lý Tân một cái, nói, may mắn gặp dịp, ta với huynh có thể phẩm thưởng. Hương của trà thực ra đã nhạt, Lý Tần đang suy nghĩ nghe thấy tiếng động thì đứng dậy, lui ra phía sau hai bước, bái một cái thật sâu, Ninh Nghị không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng lên. Những điều Lập Hằng nói, có rất nhiều thứ ta vẫn chưa nghĩ thông suốt, nhưng mà chỉ với những chỗ nghĩ thông cũng đã chứng tỏ Lập Hằng hơn ta rất nhiều, việc này đã đủ khiến ta cúi đầu. Chỉ nói cho vui mà thôi. Ninh Nghị đáp lễ lại, sau đó cười nói, nếu không phải triều đình không trị tội lời nói, hơn nữa ta với huynh chỉ là những người không quan trọng thì cũng không dám nói với huynh. Nói cho vui, nói chuyện phiếm mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 98 Nho Bước ra khỏi phòng, Ninh Nghị thở dài. Lý Tần vẫn đăm chiêu ngồi trong phòng, có thể đang tiêu hóa những gì vừa nghe được, thậm chí có khả năng tìm cách ghi nhớ. Vậy cũng chẳng sao, nếu đã nói ra điều này thì hắn cũng không còn quan tâm đến nó nữa. Tương lai phát triển thế nào còn tùy vào tư tưởng và con đường phát triển của Lý Tần. Có một số điều hắn nói, nhưng cũng có một số điều hắn không nói, giống như những gì hắn đã nói cho vui mà thôi. Đây không phải hắn phòng hở, mà tất cả đối với hắn chỉ là nói cho vui. Nói vui thì không cần có trách nhiệm. Hiện giờ muốn khắc phục những nhược điểm và bất cập của chính thể này chẳng khác nào nói mộng. Đương nhiên, nếu như trong phạm vi một vấn đề, hắn đương nhiên cũng đã từng suy nghĩ, chẳng hạn như thương nghiệp. Vấn đề cấp bách của thương nghiệp hiện giờ không phải là phát triển trước mắt, mà cần có chiến lược phát triển lâu dài. Với quan niệm phát triển cân đối mà nói, chế độ hiện giờ đã không còn theo kịp sự phát triển của thương nghiệp. Nếu tiếp tục phát triển nữa thì dù có mang lại lợi ích cũng chỉ là dị dạng. Đối với một quốc gia mà nói, dị dạng này thực sự quá nguy hiểm. Hiện giờ nho học đã bão hòa. Nếu thực sự tiến thêm một bước nữa, phân giải thành những nhánh nhỏ cũng là một cách tốt. Từ đó có thể phân luồng giáo dục, đồng thời tạo nền tảng nghênh đón cách mạng công nghiệp. Đương nhiên, nói thì rất hay. Vấn đề ở chỗ, đây chỉ là nói cho vui mà thôi. Tất cả nguyên nhân hiện giờ nằm ở nho học. Nói Ninh Nghị sùng bái nho cũng chẳng phải nói quá. Đây là sự kính trọng, sùng bái xuất phát từ nội tâm. Trước kia hắn từng làm công tác quản lý, có thể thấy rõ ưu khuyết của môn học quản lý này. Hắn có thể hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quản lý tốt nhân sự của một công ty có mấy nghìn, mấy vạn người, giúp nó phát triển tuần hoàn. Nhưng đối với con người lại không đơn giản như vậy. Lại càng không thể so sánh hạn hẹp với một quốc gia. Nho học không phải là thứ học vấn cổ hủ vô dụng của Khổng Lão. Luận ngữ của ông ấy có tác dụng dạy con người tu tâm dưỡng tính, thể hiện một số quy luật cuộc sống. Sau đó những người thống trị dựa vào quy luật trong đó để tìm ra người có năng khiếu làm quan. Tìm được rồi thì đặt ra quy tắc. Đời sau nối tiếp đời trước hoàn thiện, bổ sung. Vấn đề nào không đúng thì sửa đổi, hoặc tìm ra phương pháp trung hòa. Mấy nghìn năm qua, mỗi một triều đại đều tìm cách hoàn thiện bộ triết học thống trị này, giống như tìm cát trong biển. Giải thích, luận ngữ là sách do Khổng Tử và học trò biên soạn, cùng với Đại học, Mạnh Tử và Trung Dung được gọi là Tứ Thư. Luận ngữ được viết từ đời Tiền Hán tới đời Hậu Hán, là một chủ đề học vấn chủ yếu trong khoa cử Trung Quốc. Hết giải thích, họ đã dùng vỏ ngoài là sự ôn hòa bảo thủ xây dựng nên một hệ thống pháp luật thực sự. Trong triết học quản lý hiện đại, ví dụ một công ty tìm cách bồi dưỡng văn hóa thì mục đích cuối cùng là tạo lòng trung thành và phát huy hết khả năng làm việc của nhân viên. Nếu như nói triết học quản lý hiện đại chính là một chương trình tin học, thì nho học cũng là sự cấu tạo của gen. Nó quản lý mấy nghìn vạn nhân tâm, hơn nữa còn khiến người ta không cảm thấy mình đang bị quản lý, mọi người coi điều đó là đương nhiên. Mấy nghìn năm phát triển, tiến hóa, con người sẽ lựa chọn những gì tốt nhất để sinh tồn. Nếu như coi Hán tộc là một chỉnh thể, thì sự phát triển của họ tạo thành những chùm gen có liên hệ với nhau.
Cho dù ngàn năm về sau, bất cứ ai thống trị mảnh đất này cũng chỉ có cách biến hóa cách thức sử dụng nho học. Cũng không phải họ hâm mộ văn hóa người Hán, mà là nếu không sử dụng hình thức này, họ chỉ có thể bị đấu loại. Trên phương diện sâu xa và phức tạp, cho dù nền quân chủ lập hiến của châu Âu, chế độ đại nghị, giáo hội thống trị, võ sĩ đạo Nhật Bản, hoặc là chế độ phân chia đẳng cấp xã hội của Ấn Độ, hay gì đi nữa thì đều không thể so sánh với nho học. Giống như một mạng nhện lớn, ngươi chỉ cần động một cái là người bên cạnh sẽ kéo ngươi, một thêm một là sẽ thành tầng tầng lớp lớp. Muốn thay đổi nó nhưng chẳng ai biết phải dùng sức ở điểm nào, cũng chẳng ai biết phải mất bao nhiêu sức lực và trí tuệ mới đạt kết quả. Giống như ngươi đánh một quyền vào mặt nước, bọt nước dù có bắn tung tóe bao nhiêu đi nữa thì ngươi vẫn thấy nó rơi trở lại. Một người muốn cải cách, đối mặt với một cái lưới lớn do mấy vạn người kết thành, cải cách thành công là điều cực khó. Trong khi đó, hiện giờ nó không chỉ là một cái mạng nhện, mà là một thái cực đồ to lớn do trí tuệ tập thể trải dài mấy ngàn năm của vô số triều đại kết thành. Dựa vào sức của một người muốn thay đổi, đúng là mơ mộng. Đối với Ninh Nghị mà nói, hắn như đang ở trong thời đại này tự ngẫm nghĩ và thưởng thức thể chế, thậm chí cảm thấy run rẩy vì sự tinh vi tuyệt luân của nó. Hắn ngẫm nhiên đã coi nó là một tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức, nhưng mà bảo hắn cải cách, thay đổi nó thì hắn không có tự tin như vậy. Có một số thiên tài tuyệt luân ở một số triều đại tìm đúng điểm mấu chốt trong đó, nhưng nó có chúng hay không thì chẳng ai dám tự tin khẳng định. Biến pháp Vương An Thạch thời Bắc Tống, một thiên tài được hoàng đế ủng hộ, kiên trì rất nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn bị áp lực khổng lồ đè chết. Biến pháp Thương Ưởng triều Tần cũng lần ra được điểm mấu chốt, nhưng cá nhân hắn lại đắc tội quá nhiều người, cuối cùng bị ngũ mã phanh thây. Giải thích, Thương Ưởng sinh khoảng năm 390 trước công nguyên, mất năm 338 trước công nguyên, còn gọi là Vệ Ưởng hay Công Tôn Ưởng, là nhà chính trị gia, pháp gia nổi tiếng, thừa tướng nước Tần, thời Chiến Quốc. Hết giải thích. Triết học Trung Quốc có thái cực âm dương, cố sức càng lớn, sức bật ngược càng nhiều, người muốn thay đổi hệ thống này hầu như đều không có kết cục tốt. Đương nhiên, có một số người vẫn kiên định cách nghĩ là cố gắng dùng sức của mình thúc đẩy hệ thống này một chút. Lý Tần cũng có cách nghĩ như vậy cho nên Ninh Nghị mới thuận miệng nói với hắn những suy nghĩ vừa rồi. Trong lòng Ninh Nghị nghĩ, cố gắng cải cách nội bộ như vậy sẽ không có kết quả tốt. Hắn khá hiểu về đấu tranh quyền lực trong nước, có lý luận hiện đại làm chỗ dựa. Có lẽ hắn có thể dùng thái cực quyền làm cho triều đình náo loạn, nhưng khi lực lượng đó phản trở lại, hắn cũng không có tự tin chống đỡ được. Đương nhiên, cần gì phải chống đỡ? Nếu quả thật phải làm những thứ đó, Ninh Nghị chỉ cần suy tính làm sao tiêu diệt hết được người Kim, người Liêu ở bên ngoài biên giới triều Vũ. Muốn thống trị hệ thống thì phải có người sống, khi quốc gia bị mất, hệ thống nho học rơi vào trạng thái sơ cứng, nhân cơ hội nhét vài thứ vào trong hệ thống, vận dụng quét sạch những trở ngại bên trong. Giống như là cải tạo lại hệ thống máy tính, rồi ngồi xem nó vận hành thế nào. Đây là phương pháp cải cách đơn giản nhất mà Ninh Nghị nghĩ ra. Đương nhiên, dù có nói đùa cũng không thể nói với Lý Tần điều này. Lý Tần muốn có phương pháp cải cách đất nước, hắn liền nói một chút cái nhìn về vấn đề này. Lý Tần không phải người mù quáng làm theo người khác, mặc dù bản thân hắn nói những điều khá là mới mẻ nhưng đối phương cũng chỉ bị hù dọa một lần, chậm rãi suy nghĩ, chuyển hóa thành quan niệm của bản thân. Nếu tương lai người này làm nên công tích, Ninh Nghị cũng có thể ở bên cạnh quan sát biến hóa, trong lòng chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Đơn giản nói chuyện phiếm buổi sáng, buổi chiều hắn vẫn tiếp tục làm con rể nhà buôn, nói xong là hắn vứt luôn ra khỏi đầu. Lúc ra tới cổng thư viện Dự Sơn, hắn thấy một chiếc xe hai con ngựa kéo đang đứng ở một góc đường, bên cạnh còn có một số người hầu và thị vệ đang đứng đợi. Đây là xe của Ung Vương Phủ, Ninh Nghị hơi nghi hoặc, quay đầu nhìn lại phía sau một cái. Hai chị em kia chạy tới Thích Quán, sao tự dưng lại thôi? Thôi là tốt nhất. Ninh Nghị lắc đầu cười cười, trực tiếp rời đi, hiện giờ hắn vẫn chưa ăn cơm chưa nên định tới quán ăn gần đây chiến vài thứ. Khi đi ngang qua một khúc cua, hắn thấy Tiểu Thiền đang đi tới, tiến vào trong tán của một cây hòe đại thụ. Thấy hắn, Tiểu Thiền cười phất phất tay, gọi, cô ra. Ánh mặt trời từ cây hòe phía trên chiếu xuống lấp loáng.
đi theo Tiểu Thiền là một gia đình, trên tay bưng một cái hộp. Gần đây nạn dân vào thành không ít, tuy rằng chị An cơ bản vẫn còn tốt, nhưng mà Tô Phủ vẫn dặn nữ quyến ra ngoài nhất định phải có người đi cùng. Tránh gặp chuyện không may, gia đình kia chắc chắn bị Tiểu Thiền gọi đi theo làm người hầu và vệ. Sĩ, lúc này đã nhìn thấy Ninh Nghị, Tiểu Thiền quay đầu nói với đối phương vài câu, sau đó khẽ gật đầu khom người nói cảm ơn, rồi bảo đối phương trở về. Gia đình kia cũng có chút vừa mừng vừa lo, lúc tâm tình tốt, Tiểu Thiền luôn khách khí với hắn, cho nên quan hệ của đôi bên cũng khá là hòa khí thân thiết. Khi Ninh Nghị rời khỏi cổng thư viện Dự Sơn, hai chị em bên trong mới dám lén lút ra ngoài, không thấy bóng Ninh Nghị, họ mới quang minh chính đại ưỡn ngực đi thẳng. Chu Quân Võ nhìn hai bên đường, hạ vai, tỉ tỉ, tên Ninh Nghị này rất lợi hại đấy. Chu Bội hơi có chút trầm mặc, cau mày, qua hồi lâu mới liếc mắt nhìn em trai, ta cũng biết hắn rất lợi hại. Vậy chúng ta còn kiểm tra hắn nữa không? Đương nhiên phải kiểm tra rồi. Chu Bội vừa đi tới chỗ xe ngựa, vừa nói, nhưng mà phải chuẩn bị tốt mới tới. Đúng. Chu Quân Võ theo sau, tán thành gật đầu. Hắn có thể làm cho cả Lý Tần cũng phải cam bái hạ phong, thật lợi hại, mà không biết có lợi hại thật không nhỉ? Những gì hắn nói đệ không hiểu nhiều, tỷ tỷ có hiểu không? Im lặng. À, thế nhưng đệ cảm thấy, tiếng nói của hai chị em theo xe ngựa dần biến mất. Trời thu, sau giờ ngọ, mây trắng bồng bềnh. Trên đường phố, Ninh Nghị và Tiểu Thiền đang đi tới một quán cơm gần đó. Tối hôm đó, Chu Bội ngồi trầm tư trong vườn hoa của Khang Vương Phủ, xung quanh không có ai cầm đèn, cũng không có nha hoàn nào tới quấy rầy. Một thiếu nữ nho nhỏ mang thân phận quận chúa đang ngồi trong khung cảnh im ắng trầm tư suy nghĩ. Nàng mặc váy thật dài, do mới tắm nên mái tóc còn ướt, đôi giày đã được cởi ra đặt bên cạnh lan can của lương đình. Hiện giờ đã sắp rằm tháng 7, ánh trăng sáng tỏ, đom đóm bay múa lập lòe trong những bụi hoa bên cạnh. Giải thích lương đình là đình có hình mái được xây trong vườn hoa, công viên hoặc đường đi, nơi ngắm cảnh, tránh nắng, hóng mát, quan sát thiên nhiên. Hết giải thích. Chu Quân Võ đêm nay không ở nhà, ăn cơm tối xong hắn chạy tới chỗ Phò Mã Gia Gia chơi, lúc này hắn cũng đang ngồi hóng gió trong lương đình. Nhìn những đứa trẻ khác đang nô đùa, hắn lén kể lại chuyện hôm nay cho Khang Hiền nghe. Phò Mã Gia Gia, những lời do Ninh Nghị nói có đạo lý không? Khang Hiền cau mày, ánh mắt nghiêm túc như một cái hồ sâu, hắn là nhà nghiên cứu học vấn nổi danh. Bình thường trước mặt những đứa trẻ như Chu Bội, Chu Quân Võ, hắn chưa từng có ánh mắt này, trừ phi hắn cùng với Tần lão nói chuyện quan trọng. Hắn đã nói những điều này ư? Dạ, tỷ tỷ hình như nghe hiểu một số, nhưng mà chắc cũng không nhiều. Cháu thấy hắn rất lợi hại. Ngay cả Lý Tần cũng phải cam bái hạ phong. Phò Mã Gia Gia có thể mời hắn làm thầy dạy cho cháu được không? Cùng thời khắc đó, Tô Phủ. Trên lầu 2, Ninh Nghị đã sớm quên mất những điều hắn nói sáng nay. Hiện đang cùng Tô Đàn Nhi, Thiền Nhi, Quyên Nhi, Hạnh Nhi nhàn nhã bóc. Cam ăn. Đương nhiên, muốn kéo dài khoảng thời gian nhà nhã này cũng không được. Ăn xong một quả cam, Tô Đàn Nhi lau miệng đứng dậy nói, thiếp ăn no rồi. Tướng công từ từ ăn. Này, không nhanh như vậy chứ? Ninh Nghị nói với giọng khá thoải mái, nhưng do Tô Đản Nhi đã quen với phong cách của hắn nên không để ý. Thấy trên bàn còn khá nhiều cam, Tô Đản Nhi quay đầu áy náy mà bất đắc dĩ cười, còn có chuyện phải giải quyết. Cần giúp không? Không cần, tướng công ăn cam đi. Tô Đản Nhi thản nhiên cười, xoay người trở về phòng. Gần đây nàng đúng là rất bận, lũ lụt xuất hiện. Cửa thành đóng sớm, có vô số chuyện nàng phải dự kiến, lên kế hoạch, sau đó điều chỉnh tài chính chuẩn bị cho những hành động tương lai. Mặc dù mệt, nhưng xem ra tinh thần rất tốt, chắc là chuyện hoàng thương sắp có đột phá. Tất cả thoạt nhìn đều rất thuận lợi, giống như cuộc sống bình thường này. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 99, Một ngày của Tô Đàn Nhi, Thượng. Buổi trưa chính là lúc đường phố bên bờ sông Tần Hoài nhộn nhịp nhất, vô số thanh âm lớn nhỏ đan xen vào nhau, tạo nên một khung cảnh ồn ào.
Đây là một khu phố cạnh bến tàu, cửa hàng san sát, hàng hóa lên xuống rộn ràng. Phía sau cửa hàng vải treo biển Tô Thị là một kho hàng lớn, cửa hông đã được mở ra để cho hàng hóa dễ vận chuyển ra vào. Hiện giờ đang có một thuyền hàng đang đậu, hàng hóa, công nhân, người làm thuê ra vào liên tục, trông có phần chen chúc, chật chội. Phía thượng du Trường Giang hiện giờ đang gặp lũ lụt nghiêm trọng, nạn dân vẫn còn đang trong quá trình di chuyển tới đây. Một khi cửa thành Giang Ninh đóng lại, không mất 1 đến 2 tháng chưa chắc đã mở ra. Cửa thành vừa đóng là công việc làm ăn nhất định sẽ bị ảnh hưởng, cho nên hàng hóa phải chuẩn bị cho đầy đủ. Trước kia đã xảy ra chuyện này rồi, bây giờ coi như chuẩn bị trước mà thôi. Từ ngoài nhìn vào, kho hàng như một hiệu thuốc lớn, có nhiều giá lớn chất đầy những hộp vải, hộp thuốc nhuộm. Các loại mẫu hàng mới không ngừng được đưa vào, sắp xếp cẩn thận. Trưởng quỹ và một số người phụ trách không ngừng kiểm tra, đếm tính tỉ mỉ. Trong kho hàng lúc này ngoại trừ người phụ trách cửa hàng bên ngoài và Lưu trưởng quỹ, bà chủ Tô Đàn Nhi cũng đang ở đây quan sát. Trời đầu thu mới thoát khỏi cái nóng, thời tiết chưa được mát cho lắm. Hôm nay Tô Đàn Nhi mặc một bộ quần áo phụ nhân màu trắng, khoác thêm bên ngoài một cái áo màu xanh da trời, vạt áo, tay áo không cầu kỳ nhưng gọn gàng, thanh thoát. Vẫn thể hiện được sự trang trọng. Trong khi mọi người trong ngoài bận rộn, nàng cũng ở trong quầy đi lại, thỉnh thoảng mở một cái hộp mới đưa tới nhìn ngửi ngửi. Hoặc là kéo một ngăn nhỏ xem bên trong đựng cái gì, thỉnh thoảng đưa ra 1-2 chỉ thị. Chu sa, cỏ xuyến, phèn chua, hoa mã lan, đây là cây. Sồi xanh, số thử vĩ diệp này có chuyện rồi, Liêu trưởng quỹ, ông đến xem qua một chút. Mà hình như số ngũ bội tử cũng đã mốc, mặc dù chỉ dùng làm nguyên liệu nhưng vẫn phải lọc số mốc ra, xem có phải dính nước hay không, chiều nay cho gọi người tới kiểm tra là được. À, Hạnh Nhi, muội tới đây, chắc còn khoảng 1 canh giờ nữa mới chuyển xong, thuyền không đợi người, bảo họ tiếp tục chuyển đi. Đồng thời dặn Long Khánh Lâu chuẩn bị cơm nước tốt một chút, phải có thịt, buổi chiều còn có một thuyền nữa đến, hôm nay sẽ rất mệt. Tính toán xem trước giờ tí hôm nay có thể hoàn thành hay không. Nước trà nhất định phải đủ, ngoài ra còn tới đầu phố bên kia mua 1 gánh thạch tới, uống giải khát cũng được. Lần này nhập kho rất nhiều thứ, có nguyên liệu dùng để chế thuốc nhuộm, cũng có thuốc nhuộm đã chế thành, tơ lụa, vải vóc đã thành phẩm, thậm chí còn có cả máy dệt. Tất cả mọi thứ hiện đang được vận chuyển tới bên này, đồng thời còn phải luân chuyển từ các kho hàng khác tới. Tuy rằng Tô Đàn Nhi và Hạnh Nhi cũng đứng lẫn trong đám công nhân vận chuyển, nhưng chẳng có gì lố bịch, nguyên nhân chủ yếu vì Tô Đàn Nhi đã quá quen với việc này. Nếu nàng không tới, Lưu trưởng quỹ cũng có thể làm tốt, nhưng mà đã tới đây thì phúc lợi của số công nhân này sẽ tốt hơn, nếu hoàn thành khối lượng công việc trước thời hạn, đôi khi còn được thưởng. Có thể nói, khi cần người khác vì mình, nàng chưa bao giờ keo kiệt. Sau khi căn dặn Hạnh Nhi chuyện ăn uống, đồng thời căn dặn chuyện trong quầy hàng, nàng đi ra ngoài bến tàu. Lưu trưởng quỹ và một người hầu vội vàng đi theo. Con đường này rồng rắn hỗn tạp, mặc dù không loạn như trước kia, nhưng dù gì vẫn là nơi tập trung của đủ loại người. Hơn nữa công việc làm ăn thường dính dáng tới lợi ích, các thế lực bang phái tranh tới tranh lui, mỗi ngày đánh nhau tới vài trận. Tô Đàn Nhi dù sao cũng đã khá quen với nơi này. Trên đường nàng còn giúp 2 công nhân đỡ 2 cái dương đổ lên vai. Khi họ nói cảm ơn, nàng cũng chỉ cười cười. Không có chuyện gì, mau đi đi. Trên đường phố lúc này khá nhộn nhịp. Một người đàn ông định lướt nhanh qua người nàng. Tô Đàn Nhi đột nhiên dừng lại. Nam tử kia cũng quay đầu nhìn lại. Một tay của hắn hóa ra đang cầm túi hương màu phần hồng được đeo bên hông của Tô Đàn Nhi. Cô gái trông yếu đuối này hiện đang nắm chặt túi hương không chịu buông. Sau một khắc, người đàn ông định dùng sức giật mạnh túi bỏ chạy nhưng lại bị Lưu trưởng quỹ và người hầu đẩy ngã. Xung quanh nhất thời trở nên hỗn loạn, tay phải của Tô Đàn Nhi đang kìm túi hương lại, hai mày nhíu lại quan sát tình hình. Người đàn ông trẻ tuổi kia bỏ dậy định tiếp tục chạy, nhưng mới chạy được 2 bước đã bị một đại hán đấm cho một quyền ngã xuống đất. Máu tươi xuất hiện, Tô Đàn Nhi quay đầu nhìn ra chỗ khác, sau đó cất túi hương, đồng thời nâng người hầu dậy. Nàng thở dài, tiếp tục bước đi, sau lưng vẫn còn đánh nhau, mẹ nó, mắt chó của mày mù à? Cách nơi này không xa có một sạp trà nhỏ có mái che,
Trong sạp trà hiện đang có một nhóm người ngồi nghỉ ngơi. Cầm đầu là một trung niên vóc người hơi gầy nhưng ánh mắt có thần. Thấy nàng tới đây thì cười đứng dậy ôm quyền, Tô tiểu thư. Kinh Ngũ Thúc, Tô Đàn Nhi cười chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn lại một cái, cảm ơn Kinh Ngũ Thúc, đã lâu rồi không gặp chuyện như vậy. Ha ha, không biết tiểu tử ở đâu mới tới, thủ đoạn không tốt mà dám lăn lộn ngoài đời, nếu không phải Tô tiểu thư có lòng trắc ẩn thì kiểu gì cũng phải phế một tay của hắn. Không phải chuyện lớn, nếu mất một tay, sau này hắn làm chuyện gì cũng khó. Trung niên nam tử này tên là Kinh Ngũ, là một trong những lão đại hắc bang khu vực bến tàu, từng có giao tình với cảnh hộ vệ. Lúc này Kinh Ngũ phất phất tay, bên kia dừng đánh đấm. Tô Đản Nhi nói lời cảm ơn xong liền đi đến một thuyền hàng đang đậu trên bến. Quyên Nhi hiện đang trên thuyền cầm một cuốn sổ nhỏ kiểm kê một vài thứ. Trong ba nha hoàn, Quyên Nhi là người bình tĩnh kín đáo, bởi vậy những chuyện như thế này Tô Đản Nhi thường giao cho nàng ta làm. Giữa trưa, mây trắng bồng bềnh. Sau khi chuyển hàng xong, Hạnh Nhi cũng mang cơm tới. Những công nhân kia cũng tập trung trong những lán được dựng tạm ở bờ sông ăn cơm. Hạnh Nhi cầm một bình trà đi tới đi lui. Là một đại nha hoàn, địa vị của nàng ở Tô Phủ không kém Liêu Trưởng Quỹ. Nó cũng được coi là tượng trưng cho thân phận. Quyên Nhi và Tô Đàn Nhi ngồi trước một cái bàn cách đó không xa. Các nàng cũng chuẩn bị ăn cơm. Cơm trưa tuy không quá quan trọng, nhưng đối với người lao động chân tay mà nói, ăn cơm trưa chính là sức lực. Mà chuyện có người trộm túi hương của Tô Đàn Nhi bị đánh cũng truyền ra, Quyên Nhi nhân cơ hội này hỏi thăm, tiểu thư, vừa nãy có người trộm đồ của người à? Ừ, bị người của Kinh Ngũ đánh. Tô Đàn Nhi trả lời một cách đơn giản, Quyên Nhi cũng chỉ dạ rồi gật đầu. Nhưng mà trong đám công nhân, câu chuyện không đơn giản như vậy. Một số công nhân đương nhiên không biết thân phận của Tô Đàn Nhi, mà trong hãng vải cũng có một số người mới. Họ đang bàn luận xôn xao, hiển nhiên không hiểu tại sao một cô gái yếu đuối lại ra bến tàu quản chuyện nặng nhọc này. Buôn bán đối với nữ nhân mà nói không phải là lý tưởng, đáng nhẽ nên an phận ở nhà mới đúng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đồ ăn, nước uống rất phong phú. Đã có nghi vấn, đương nhiên phải có người giải thích. Tiểu thư nhà chúng ta rất giỏi, người biết cái gì? Tương lai người sẽ quản lý toàn bộ Tô gia. Không ngờ hả? Người như ngươi đương nhiên nhìn không ra. Đừng thấy bề ngoài tiểu thư yếu ớt, mảnh mai, nhưng sức làm việc rất kinh khủng. Sự lợi hại của người ta được ẩn trong lòng. Khi nàng giận, những thiếu gia Tô gia bình thường vẫn hoanh hoang, còn không dám thở mạnh trước mặt nàng. Thế nào? Không ngờ à? Làm lâu người sẽ biết. Một tiểu thư khuê các, động lòng người còn làm nhiều chuyện lớn hơn người nhiều. Không lâu sau, lúc thuyền hàng thứ hai cập bến, mọi người lại tiếp tục hoạt động, Hạnh Nhi vẫn phụ trách chung, chưa để xảy ra vấn đề, dù gì nàng cũng thường làm việc này. Quyên Nhi cũng lên thuyền kiểm tra một số thứ quan trọng, xem có vấn đề gì xảy ra không. Tô Đản Nhi thì ngồi trong một cái lán nhìn thuyền lớn, quan sát tình hình của bến tàu. Cách đó không xa, đám thủ hạ của Kinh Ngũ đang tụ tập nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng có người liếc sang bên này. Cô gái kia chạy tới đây làm gì vậy? Cô gái này thân phận không tầm thường. Mẹ nó, xinh thế, cô bé xinh như vậy mà phải ra mặt lo việc buôn bán, quá đáng tiếc. Đừng có nói nhảm, người ta buôn bán còn tốt hơn người nhiều. Đúng là không ngờ, nếu có thể gả cho ta làm vợ, con mẹ nó. Ừ, ai bảo với ngươi nàng sẽ không lập ra gia đình. Nữ nhân kiểu gì cũng sẽ lập gia đình, giúp chồng dạy con. Mày ngốc quá, không nhìn ra người ta mặc đồ của thiếu phụ rồi hay sao? Trước đây nàng toàn giả trang thành nam nhân, nhưng mà bây giờ... Lấy chồng rồi à? Đúng vậy, nghe nói tuyển một người ở rể, là một thư sinh. Nam nhân không có cốt khí. Tô gia người ta có tiền, chẳng phải ngươi vừa nói gả cho ngươi làm vợ hay sao? Không đến ở rể có thể lấy được người con gái như vậy ư? Nhưng đó là thư sinh, ở rể bị bắt nạt. Ta thì khác. Sặc, nữ nhân này rất lợi hại, sự lợi hại đó được ẩn trong lòng. Nàng ta không nổi nóng, không nói nặng lời một câu nhưng ngươi vẫn phải nghe lời nàng. Ngươi chỉ được cái to xác, mà lại còn muốn. Bến tàu trong ngoài vô cùng bận rộn, trưởng quỹ, quản sự của các cửa hàng khác cũng tập trung ở đây, trong số này. Một cô gái 19 tuổi như Tô Đản Nhi đúng là rất nổi bật.
tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, điềm đạm với người, khiến người ta vừa thích vừa nghi hoặc. Xem ra bên trong con người khiêm tốn kia chính là sự khôn ngoan, bình tĩnh, chuẩn mực, cộng với gia thế của nàng, trong lòng nhiều người còn cảm thấy tự ti. Vốn nàng cũng không đứng ngoài này lâu, sau khi ngồi trong lán một lúc, nàng đứng dậy đi về phía cửa hàng Tô Thị. Sau đó hình như nàng phát hiện ra điều gì đó, nhíu mày cười cười, chậm rãi đi về phía đường phố. Vừa nãy, nàng tuy rằng điềm đạm, xinh đẹp nhưng vẫn có vẻ trầm ổn, bây giờ cười trông mới có vẻ của thiếu nữ. Tới con đường bên kia, nàng đứng đối mặt với một nam tử. Nam tử kia cũng hơi kinh ngạc, sau đó cười rộ lên. Mọi người thấy Tô Đàn Nhi cười rất tươi, hai người đứng đó trò chuyện với nhau. Từ thái độ và biểu tình, cô gái kia chắc đang nói chuyện với chồng hoặc tình lang, bởi vì cảm giác giữa hai người là rất thân mật và thoải mái. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương, tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 100, một ngày của Tô Đàn Nhi, hạ. Tiếng xe ngựa lộc cộc từ xa truyền đến, con đường phía sau kho hàng loang lổ bóng cây, hai bóng người đang ngồi nơi đó, mỗi người đang cầm một bát thạch từ từ ăn. Mỗi ngày đều phải tới quản lý mấy gia điếm trong thành Giang Ninh. Phụ thân trước đây thường mang theo thiếp tới đây, nói là phải quản lý những thứ này, phải bỏ công thật lớn mới biết hết được những thứ cần biết. Hiện mấy thiếu gia trong nhà không ai quản lý tốt cả, thiếp có thể quản lý tốt, cho nên cũng chỉ thiếp mới có quyền ra lệnh cho những trưởng quỹ khác. Cách một bức tường thấp, một hàng cây, một kênh nước, hai người có thể nhìn thấy tình hình ở phía chợ kia bên kia, những thanh âm ồn ào cũng theo đó truyền đến. Trưa hôm nay, sau khi Ninh Nghị tan học đi dạo tới nơi này, hai người ở sau kho hàng ăn thạch, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm. Tô Đàn Nhi bình thường không ăn như thế này, chỉ có khi nào về tới phòng mình mới ăn một vài thứ. Bây giờ nàng đang cầm một cái bát nhỏ, tâm sự những chuyện tinh linh vụn vặt. Câu chuyện đi từ nguồn gốc của váy lưu tiên đến việc pha chế, phối chế một số loại thuốc nhuộm. Trong tạp ký Tây Kinh dặm có ghi, váy lưu tiên bắt nguồn từ Triệu Phi Yến. Váy thời Tây Hán không có nếp uốn, nhưng mà có người nói. Trong một lần Triệu Phi Yến khiêu vũ, váy của nàng bị một cung nữ kéo nên sinh ra nếp nhăn, khi múa càng thêm đẹp mắt, dần thịnh hành. Nhưng mà nếp uốn thời đó không giống như bây giờ, triều đường có một loại nếp gấp rất đẹp, nhưng phải làm thêm 7 thao tác so với hiện giờ, khi mặc có chút phiền phức. Giải thích, Triệu Phi Yến, sinh năm 32 trước công nguyên, mất năm 1 trước công nguyên, tên thật là Triệu Nghi Chủ, do có tài múa rất hay. Điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển như bay như lượn tựa chim yến nên gọi là Phi Yến, là một trong hai đại mỹ nhân của triều đại nhà Hán bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân. Nhà Hán tồn tại khoảng 400 năm, từ năm 203 trước công nguyên đến năm 220 sau công nguyên. Đây là triều đại thứ hai của Trung Quốc, được thành lập bởi Lưu Bang. Triều nhà Hán bị gián đoạn bởi Vương Mãng, một cựu thần nhà Hán, tự lập mình lên làm hoàng đế, thành lập nhà Tân vào năm 9 đến năm 23. Chính việc này đã chia nhà Hán thành hai giai đoạn, Tây Hán và Đông Hán. Hết giải thích. Hiện giờ, muốn sản xuất ra quần áo màu trắng cùng màu xanh da trời rất khó, muốn nhuộm màu trắng rất phiền phức. Tổng cộng phải mất tới 23 thao tác. Đầu tiên là phải chọn loại thuốc nhuộm rất đặc biệt, không dùng lưu huỳnh cũng không dùng vôi. Màu xanh da trời lại nhuộm rất dễ, nhưng mà màu xanh phỉ thúy và màu xanh ngọc phải dùng đá ám lam tinh. Loại đá này rất quý, ở trên bình phong trong nhà cũng có đấy, nếu dùng nó làm thứ kẻ vẽ lông mày, tô môi cũng rất tốt. A Nam phường bên kia có một loại, một hộp rất nhỏ họ bán tới 15 quan. Ở nhà, Tô Đàn Nhi phần lớn đều nói chuyện trong nhà, nào là người anh họ, em họ nào nói bậy, nói công việc làm ăn thế này. Hoặc ăn thứ gì đó. Lúc này nàng chỉ nói chuyện nhuộm vải, dệt vải, may quần áo, thỉnh thoảng lại chỉ mấy thứ trên người Ninh Nghị kể một hồi. Nàng không nói theo kiểu học thuộc lòng, mà vô cùng hiểu biết về những điều này. Ninh Nghị bưng bát thạch, nghe vợ mình một thiếu nữ 19 tuổi nói tới những điều này, đúng là thú vị. Công cuộc vận chuyển hàng hóa vào kho hàng vẫn diễn ra, đột nhiên bên đó truyền tới tiếng động lớn. Rồi tiếng cãi vã. Hạnh Nhi chạy tới nói phía trước có đánh nhau,
hai bang phái nào đó kéo bè kéo đống ra chiến đấu. Tô Đản Nhi chỉ quay người nhìn Ninh Nghị, cười nói, bình thường thỉnh thoảng lại đánh nhau, đôi khi có người chết, chúng ta đừng đi xem làm gì. Nàng nói với giọng khẩn cầu, Ninh Nghị gật đầu, ừ, tránh bị ngộ thương. Hạnh Nhi thấy bầu không khí này thì vừa cười vừa chạy mất. Tô Đản Nhi giật mình gọi với theo, đừng để bị thương đấy. Hình như thanh âm truyền tới tiếng chém giết, rồi lại tiếng xe ngựa lộc cộc phì phò, hai người vẫn ngồi đây trò chuyện. Trời thu ve kêu, bóng cây loang lổ, những thanh âm này đột nhiên trở nên có chút mơ màng. Thạch ăn nhiều cũng không dễ, Tô Đản Nhi chỉ ăn một vài miếng rồi cầm trên tay, một cái lá cây rơi vào trong bát, nàng cũng chỉ nhìn, một lúc lâu sau mới dùng thìa múc ra. Đã lâu không có thời gian nhàn nhã như thế này, nếu như đóng cửa thành, sợ rằng còn bận hơn. Đóng cửa thành chẳng phải nhàn hơn sao? Ninh Nghị lại ăn một miếng. Mấy năm trước cũng đã đóng cửa thành một tháng, khi đó tuổi thiếp không lớn nhưng cũng hiểu được tình hình. Tô Đản Nhi nhìn hắn, chẳng nhẽ tướng công quên cả chuyện này. Không nhớ rõ, trước đây tướng công là người thế nào nhỉ? Nghĩ không ra. Đại khái là một con mọt sách, suốt ngày ngẩn ngơ, hoặc là cũng giống như bây giờ. Á, ánh mắt này chứng tỏ nàng đang suy nghĩ. Thiếp trước đây cũng đã từng gặp tướng công, đó là lúc cùng Tiểu Thiền, Tiểu Quyên tới hỏi thăm xem tướng công là người như thế nào. Tô Đản Nhi suy nghĩ một chút, cười khanh khách, khi đó mọi người đều nói tướng công là một tên mọt sách ngẩn ngơ. Thiếp cũng từng nhìn lén tướng công một lần, khoảng cách rất xa, không thể nói chuyện, cho nên không biết thực sự tướng công là người thế nào. Tướng công khi đó vùi đầu bước đi, không biết thiếp và Tiểu Thiền ngồi xe ngựa nhìn lén. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rồi lại loại tiếng kêu như giết người vang theo, khung cảnh quả thực rất hỗn loạn. Ninh Nghị suy nghĩ một chút, cười cười không nói gì, Tô Đản Nhi nghiêng đầu, tướng công tức giận à? Đâu có, chỉ cảm thấy chuyện này rất thú vị. Tô Đản Nhi gật đầu, hiểu ý cười, thiếp thân cũng thấy thú vị. Trong giọng nói hình như có hơi có chút cảm khái, tâm tình cũng hơi có chút phức tạp, đương nhiên, tâm tình nàng khác. Hẳn với Ninh Nghị, không lâu sau, người của nhà môn tới xua tan trường tranh đấu, đại khái bắt mấy người. Lúc hoàng hôn, Ninh Nghị và Tô Đản Nhi đi tới trước kho hàng, đường phố cũng đã khôi phục trạng thái bình thường. Người đi đường lui tới, công nhân vận chuyển hàng hóa đang di chuyển, người phụ trách cửa hàng thét to chỉ huy công việc. Lúc đi ngang qua kho hàng thì xảy ra một chuyện nhỏ. Đó là một cái giá gỗ không được tốt. Lúc hai người đi qua đã lung lay vài cái, bởi vì phía trước có một người làm thuê đang vác hàng chạm phải làm nó lắc lư, lung lay sắp đổ. Ninh Nghị nhìn thấy, vốn định lấy tay đỡ một cái, Tô Đản Nhi đúng lúc quay đầu, hầu như đồng thời đưa tay đẩy Ninh Nghị ra. Đây có lẽ là động tác vô thức, bởi vì đôi bên chẳng ai kịp nói điều gì, nàng chỉ đẩy Ninh Nghị một cái rồi ngừng. Một cái túi lớn trên da tụt dây, một cuộn sợi bông trắng rơi xuống. Chúng ngay vào đầu Tô Đản Nhi. Tô Đản Nhi híp mắt rụt cổ, sau đó thở nhẹ một câu, à, sau đó lại nói, tướng công. Ngực dán sát vào lưng, hai người hầu như cứ tựa vào nhau như vậy, sau một lúc Ninh Nghị mới lui ra phía sau một bước. Bị một cuộn sợi bông rơi vào người đương nhiên không phải chuyện lớn, nhưng mà cô gái này lại vội vàng giúp Ninh Nghị, đúng là có chút buồn cười, ẩn tính mạnh mẽ. Không lâu sau, Ninh Nghị vừa cười vừa nói, nếu có thứ gì đó đập vào mặt, sẽ phiền toái đó, biết không? Tô Đản Nhi nghiêng đầu, cười nhẹ, thấy là cuộn bông mới qua chứ. Ừ, Ninh Nghị gật đầu, sau đó lại cười, chỉ làm vướng tay chứ có giúp gì được đâu. Biết rồi, Tô Đản Nhi tỏ ra ủy khuất, chỉ là một chuyện nhỏ, sau khi vuốt lại mái tóc hơi loạn, hai người lại tiếp tục đi. Trời chiều ngả về Tây, sau khi nói mấy câu với Liêu trưởng quỹ, Tô Đản Nhi và Ninh Nghị đi tìm Quyên Nhi và Hạnh Nhi cùng nhau lên xe ngựa trở về. Mọi người ở bến tàu vẫn phải làm việc, chưa được nghỉ ngơi. Lúc này đã sắp giữa tháng 7, trên đường về Tô Phủ, ven đường đã có không ít sạp hàng bán không ít giấy, trúc, tiền âm phủ. Nạn dân hiện dồn tới đây khá nhiều, người đi đường trông cũng có vẻ thê lương, khất cái, lưu dân cũng nhiều hơn. Lúc trở về Tô Phủ đã có hơn 10 người đứng ở cổng chào hỏi Tô Đản Nhi, nàng cũng cười, gật đầu chào hỏi mọi người, Ninh Nghị cũng đi bên cạnh. Chỉ chốc lát sau,
Tiểu Thiền cũng chạy tới, cười phất tay với bên này một cái, sau đó im lặng hòa cùng với đoàn người, vô thanh vô tức di chuyển tới phía sau Tô Đản Nhi. Trên đường trở về khu nhà mình, Tiểu Thiền líu díu báo lại tình hình trong nhà, nói là có một vị thân thích gặp khó khăn. Chuyện này hình như có liên quan tới phòng lớn, có lẽ do Tô Bá Dung xử lý nhưng cũng có thể do Tô Đản Nhi làm. Cụ thể là có một vị thiếu gia con của một người bà con xa tới Giang Ninh du lịch, hôm nay tới sòng bạc gây chuyện, bị giam lại. Mẫu thân của hắn tới tìm Tô Bá Dung nhớ giúp đỡ, sau lại nghe nói Tô Đản Nhi là người dễ nhờ vả nên chạy tới cầu cứu. Tô Đản Nhi cau mày hỏi chuyện liên quan tới tiền bạc, sau đó bảo Tiểu Thiền đi tìm Tôn Hộ Vệ, một người chuyên xử lý những chuyện này tới đây. Chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt là trong mấy hôm nay đã xuất hiện không chỉ một, hai vụ. Trước giờ cơm tối Tôn Hộ Vệ tới, sau khi Tô Đản Nhi hỏi chuyện cụ thể liền giao cho đối phương một tấm ngân phiếu, Tôn Hộ Vệ rời đi. Lúc ăn cơm đã là nửa đêm, vậy mà vẫn có người tới bái phòng, toàn là họ hàng xa gần. Đợi cho những người này rời đi, Tô Đản Nhi mới trở về phòng xử lý công việc. Đã nhiều lúc Ninh Nghị cảm thấy bận rộn rất thú vị. Đối với những người thực sự có tâm, có mục tiêu như Tô Đản Nhi mà nói, chút bận rộn này sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn với nàng. Thấy nàng thành thạo xử lý công việc, Ninh Nghị thỉnh thoảng lại nhớ tới mình trước đây. Nhưng mà mấy tối gần đây, công việc có lẽ vượt qua sức của nàng. Nào là phải chuẩn bị cho tế tổ giữa tháng 7, nào là phải bố trí và xử lý những chuyện của phòng lớn, nào là chuyện cửa thành sắp đóng, quan trọng nhất là việc hoàng thương có tiến triển. Nửa đêm hôm nay, thấy căn phòng đối diện chưa tắt đèn, Ninh Nghị xem sách một lúc rồi đi qua đó. Đêm thu mát mẻ, gần đây hắn lại luyện phương pháp hít thở do Lục Hồng đề dạy, sức mạnh thì chưa thấy đâu nhưng tinh thần rất tốt. Hắn đi tới mái hiên phòng Tô Đản Nhi thì dừng lại, khẽ thở dài. Cửa sổ phòng ngủ của Tô Đản Nhi vẫn mở, bàn làm việc của nàng đặt trước cửa sổ, ánh đèn bập bùng, trong ánh sáng mông lung, Tô Đản Nhi ghé đầu vào sách ngủ ngon lành, tóc mai có chút rối loạn. Ninh Nghị đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc, sau đó thổi tắt ngọn đèn, ánh trăng lung linh chiếu tới. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, người phía sau giường như đã nhận ra sự thay đổi ánh sáng, một tiếng ư vang lên. Ninh Nghị quay đầu lại, Tô Đản Nhi đang khó khăn ngồi dậy, mơ mơ màng màng đưa tay dụi mắt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình thản đối diện với ánh trăng, hai mắt Tô Đản Nhi trong bóng đêm như phát sáng, tuy vậy nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, có vài phần mê man. À, phu quân. Dưới ánh trăng, một tiểu cô nương thấp giọng nỉ non. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.